Hello cả nhà. Sao đấy trong đây không có mạng đâu? Trong đây không có mạng không mọi người ạ? Hello cả nhà. Này không biết là có bị sợ bóng nhỉ? Anh nhớ. Trong đây không hề có wifi luôn. Cả nhà ơi, cả nhà đã có ai ở trong đó chưa ạ? Em bảo lại wifi với cái máy này nào. Để bật nhạc cho cả nhà nghe nha. Người ơi, cả nhà có ai ở đấy không? Hello cả nhà. Để mình là xem. Mọi người ơi, mọi người ai ở đấy có thể chấm một cái cho em biết là mọi người đang ở đấy được không ạ? Giờ này chắc là mọi người một là vào làm, hai là đang nghỉ trưa. Không thấy cái bình luận nào luôn á. Không thấy bình luận nào luôn. Để xem bình luận ở đâu. Mọi người ơi, để xem bình luận ở đâu nhỉ? Mọi người thử chấm, thử chào em xem là em có ấy không nào. Ô sao cái tiếng gì nó ở đây nhỉ? Không hiểu luôn á. Tự nhiên có cái gì nó ở, chữ ở đây đây, không biết là cái chữ gì luôn. Hello cả nhà ơi, hôm nay mẹ nào mà có con ở trong giai đoạn từ 0 cho đến 6 tuổi và đặc biệt là chuẩn bị lên lớp 1 ấy thì mọi người vào đây xem livestream của em để em chia sẻ cái cách mà tăng vốn từ vựng đặc biệt cho những cái bé mà giai đoạn từ 0 cho đến 6 và đặc biệt là bé nào mà đang chậm nói nhá thì các mẹ lên học cái phương pháp này để mình tăng cái vốn từ vựng cho con nha. Và ai đang xem livestream của em mà yêu thương em ấy thì có thể chấm một cái vừa chào em và vừa chia sẻ livestream của em và các hội nhóm được không? Chị Hoa, chị có thể gì nhở? Chào em một cái nào, em không xem được cái bình luận của mọi người luôn ấy, không biết là ai đang xem luôn. Cứu em với. Xong tự nhiên nhìn màn hình nó xanh lè lè luôn nè. Không biết là cái mình lỡ, không biết là kia. Hello cả nhà, nào mẹ nào hôm nay có con mà đang trong giai đoạn chậm nói. Và cái thứ hai là những mẹ mà mong muốn là con mình sẽ tăng vốn từ vựng thông qua những cái cách mà rất là đơn giản. Hôm nay em chỉ cho các mẹ cách cực kỳ đơn giản thôi để các mẹ có thể tăng vốn từ vựng cho con mình ngay cả khi ở nhà mà không cần phải đưa cho con đi đến trung tâm để điều trị hay là để cho con xảy ra cái trường hợp chậm nói nữa. Nên là mẹ nào mà hỏng cái livestream này thì hãy xem từ đầu đến cuối. Và yêu thương em thì có thể chia sẻ cho em một chấm nha, một like nha, chia sẻ cho em một like lên trên các hội nhóm nhá. Để cho các mẹ mà nuôi dạy con trong cái giai đoạn nhỏ như thế này cũng có thể là biết được cái cách mà tăng vốn từ vựng cho các bé nhá. Tại vì cái vốn từ vựng nó rất là quan trọng các mẹ, đúng không ạ? Cái vốn từ vựng thể hiện được rằng là con mình nó đang ở trong cái giai đoạn nào, chậm nói hay là nhanh. Và khi mà các con có vốn từ vựng rồi thì chắc chắn là cái sự sâu thông của các con với bố mẹ hay là các con với những mối quan hệ ở bên ngoài chắc chắn nó cũng sẽ tốt hơn, đúng không? Chứ nếu mà bây giờ con không có vốn từ vựng, con không hiểu rằng là thầy cô giáo bạn bè hay là bố mẹ nói cái gì, đúng không ạ? Khi mà con không hiểu thì làm sao con có thể tương tác lại được với bố mẹ hay là các thầy cô giáo. Có những bố mẹ nói là ở nhà ấy thì con em nghe hiểu rất là tốt nhưng mà không hiểu sao khi ra ngoài á thì khi mà bạn bè nói hay là
Ông bà nói hay là người ngoài nói đến cho con ấy, hay nói nhắc đến một cái gì mới thì hầu như là con sẽ không tương tác lại được. Đó chính là cái lý do tại sao mà chúng ta cần tập trung vào ngôn ngữ và phát triển cái vốn từ vựng cho con ngay từ khi còn nhỏ để các mẹ nhé. Hello mọi người chào, 11 người đang xem, chào chị Lan này. Em chỉ biết nhìn trên kia thôi chứ em không biết là mộ là ai luôn. Chị Lan này, Duyên này, chị Long nè, đó. Không biết là mọi người có chào em không mà không xem lạ, không xem được bình luận. Ok, bây giờ em 14 người đang xem rồi thì bây giờ em sẽ bắt đầu luôn vào cái việc mà chúng ta cần phát triển vốn từ vựng cho con như thế nào và cái cách như thế nào nhá. Mọi người có thể bình luận. Chị Dung ơi, Dung em ơi, để em xem bình luận để tương tác lại với mọi người cho em xíu. Em cầu cứu sự trợ giúp của chị ơi, em không xem được bình luận, giúp em với. Mọi người chờ xíu nhất, tại vì em muốn cái buổi live này của em nó có chất lượng hơn một chút, bằng cái cách là sẽ tương tác và đặt một số câu hỏi cho mọi người. Thì nên là em đang muốn nhìn thấy bình luận của các chị em. Không biết bình luận ở đâu luôn. À, rồi ok, Hồng Minh. Giỏi. Ok, em đã xem được bình luận của mọi người rồi. Hello Kim Jun Ha này. Hello chị Lan Ni. Hello Hằng Trần. Trông xinh như gái Hàn đó em ơi. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Chấm nhiều nhiều, chào nhiều. Ok các chị yêu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là tìm hiểu cái việc mà chúng ta nuôi cái vốn từ vựng cho con như thế nào ngay từ khi còn nhỏ nhá. Thì em sẽ, các mẹ cho em hỏi rằng là bình thường á, và ngày em chào mọi người, bình thường ở nhà các mẹ đã làm như thế nào để tăng vốn từ vựng cho con ạ? À? Ở trong đây có rất là nhiều người mẹ đang nuôi dạy con theo cái chương trình, và em chào mọi người nha, để em hỏi mọi người lại nhá. Theo các mẹ thì các mẹ đang ở nhà đang làm như thế nào để cho con tăng vốn từ vựng, hay là để cho con có thể tiếp xúc vốn từ vựng nhanh nhất có thể? Thì trong đây có thể ai trả lời cho em cái câu hỏi vừa rồi không ạ? Các mẹ đang làm như thế nào, các mẹ cứ chia sẻ đi, không sao đâu, các mẹ không sợ sai, cũng không có sợ là phê phán là đúng hay sai nha các mẹ nha. Trong đây không có ai đúng mà cũng không có ai sai cả, thì chúng ta đang chia sẻ với nhau xem rằng là cái cách mà chúng ta đang làm với con ấy nó có đúng hay không. Bé nhà chị chậm nói đây, bạn ấy hơn 3 tuổi rồi. Ok, bé hơn 3 tuổi rồi, nhưng mà chị ơi chậm nói, theo chị hiểu cái khái niệm chậm nói như thế nào? Tại vì ấy, nó có rất là nhiều cái thể loại chậm nói. Thứ nhất là có chậm nói theo cái kiểu thông thường, và cái thứ hai là có chậm nói theo kiểu tự kỷ. Nên là mọi người cần phải quan sát con mình ấy, xem rằng là con mình đang chậm nói theo kiểu thông thường hay là chậm nói theo kiểu tự kỷ. Thì hôm nay cái live stream mà chia sẻ về chậm nói thông thường và chậm nói theo kiểu tự kỷ, em sẽ làm một cái live riêng để mọi người biết rằng là con mình nó đang chậm nói theo cái mức độ như thế nào. Nếu mà con chậm nói theo kiểu thông thường ấy thì ở nhà chúng ta vẫn có thể áp dụng những cái cách rất là đơn giản để chúng ta phát triển cái vốn từ của con. Nhưng mà nếu mà chậm nói theo cái kiểu, thế nhưng mà chậm nói theo kiểu là tự kỷ ấy, có chậm nói theo kiểu tự kỷ, thì cái này bố mẹ cần điều cần gì nhỉ, gọi là cần một cái kiểu, gọi là một cái công cụ hay là bác sĩ nào đó để có thể can thiệp vào cái vấn đề chậm nói kiểu tự kỷ của con. Nên là các mẹ cần phải quan sát xem rằng là con mình nó đang ở trong giai đoạn như thế nào. Nếu có chậm nói thông thường thì các mẹ hoàn toàn yên tâm rằng là mình có đủ những cái khả năng và đủ năng lực để có thể để giúp con
Chậm nói theo kiểu thông thường SOM ạ. Ok, vậy thì may mắn quá. Vậy chúng ta chỉ cần áp dụng thêm những cái cách ở nhà để có thể tăng cái vốn từ vựng cho con nha. Chị Hằng ơi, nếu mà mình nhận biết rằng là con mình như thế thì cứ yên tâm đi. Em nghĩ là chị có thể giúp con mình cái phát triển ngôn ngữ thông thường theo những cái sự phát triển của từng bé. Ok, có chị nói là tăng vốn từ vựng cho con bằng cách tương tác với con. Ok, ngoài cái cách này ra thì không biết là các mẹ còn lại đã làm như thế nào với con ngoài cái cách tương tác. Tại vì em nghĩ là nếu mà tương tác chúng ta chỉ nói những cái ngôn ngữ thông thường thôi đúng không? Vậy thì còn cách nào nữa không ạ? Bạn ý vẫn học can thiệp từ cô chuyên viên ở trường vì chị bạn không giúp được con mấy ý. Ok, tuyệt vời quá. Nếu mà chúng ta có sự can thiệp của các cô chuyên gia ấy, thì rất là tốt, đúng không ạ? Tại vì các cô sẽ biết rằng là cái cách chúng ta làm như thế nào. Với cả có một số mẹ nói với em là: ôi chị ơi, tại sao con em á, khi mà học đến trường hay là gặp cô á thì bạn ấy rất là ngoan, nhưng mà khi mà học với em thì bạn ấy không tập trung mà bạn ấy kiểu ngó ngoang ngày ngày các kiểu. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào để chúng ta cũng có thể trở thành cô giáo của các con, đúng không? Thì cái buổi livestream cái những cái bí mật đó thì hôm nay em sẽ tiết lộ cho mọi người vào những cái livestream lần sau để mọi người biết cái cách là ở nhà mình cũng có thể là cô giáo của con. Bởi vì em học được một cái câu mà rất là tâm đắc, đó chính là cái người thầy tốt nhất của con, đầu tiên của con là bố mẹ, và quan trọng nhất cũng là bố mẹ. Vậy thì sao chúng ta không học cái cách để chúng ta có thể không phải nó gọi dạy con, gọi là đồng hành cùng với con đi. Ngay cái câu dạy con thì nhiều người nói là hãy để cho con được tự do và được thể hiện bản thân của mình bằng cái cách là con học ở ngoài, sau đó là về nhà dạy. Thì đấy cũng là một cái suy nghĩ rất là đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ đồng hành cùng với con để cùng lớn lên cùng với con. Và nếu mà một người mẹ mà trở thành bạn của con thì sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Ok, chị Kim So Jin có nói là đọc sách cho con nghe. Ok, cái này thì nghe quen rồi. Cái này ai cũng biết là đọc sách cho con nghe rồi, còn cái cách nào nữa không? Mọi người đang làm cách nào? Hỏng cách chia sẻ của em Diền. Ok, thì lần sau, những livestream lần sau em sẽ chia sẻ cho mọi người để mình cũng có thể trở thành cô giáo nhá. Cô giáo như mẹ hiền mà mẹ hiền cũng như cô giáo thôi. Nên là nhiều mẹ nói với em là không biết dạy con như thế nào. Thì ok, em cũng thế. Phải học hết mọi người ạ. Chứ em cũng không phải là có những cái khả năng gì đặc biệt mà để dạy cho con đâu, mà cũng phải học rồi cũng học hỏi kinh nghiệm từ những người mà đi trước này, hay là học hỏi từ chuyên gia, đúng không ạ? Ok, còn ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Vừa nãy thì em có nói, em thấy có một người ở chị Hằng thì nói là chúng ta cần tương tác với con, thì điều này rất là chính xác đúng không ạ? Nếu mà bố mẹ nói với con là không có thời gian đâu, chỉ có thời gian kiếm tiền thôi, nhưng thời gian dành cho con nói chuyện thì không có, thì cái này thì em nghĩ là mình có thể có cách để chúng ta điều chỉnh cái thời gian của mình sao cho phù hợp. Bởi vì là tất cả mọi người đều có 24 trên 24 giờ giống nhau. Nhưng tại sao có những cái người người ta đi làm rồi người ta chăm sóc chồng con gia đình mà họ vẫn có thể dành thời gian cho con, nói chuyện và tâm sự cùng với con. Vậy thì mình cũng có 24 giờ đúng không ạ? Mình làm sao phải sắp xếp như thế nào đó để mình cũng có cái thời gian ít nhất là 15 đến 20 phút để mình cùng hành, cùng nói chuyện, cùng tương tác với con. Có thể là chỉ hỏi những cái câu là hôm nay con đi học con thấy như thế nào, hôm nay đi học thì có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn, và con ăn cái gì. Thay vì con hỏi là con hôm nay đi học có thú vị không, nếu mà hỏi một cái câu hỏi trả lời kiểu dạng không có ấy, những câu hỏi dạng kiểu là thụ động ấy, sẽ làm cho các con không có kiểu
thể hiện bản thân hay là phô ngôn ngữ của mình đang có ra nhiều. Chính vì thế là các mẹ hỏi những cái câu mà để cho con có thể nói được ra nhiều hơn nhá. Ví dụ như là hỏi con tâm trạng của con ra sao, con học những gì, hôm nay con chơi với bạn nào và con chơi những trò chơi gì, hoặc là cô giáo trên lớp dạy những cái gì đó. Thì khi mình hỏi như thế, thứ nhất là mình quan tâm đến cái việc học tập của con trên trường, và cái thứ hai á là mẹ sẽ thấy con sẽ thấy là mẹ rất là kiểu gần gũi với con để có thể chia sẻ và tâm sự. Nếu mà chúng ta không có những cái thói quen hỏi như vậy thì sau này có một cái trường hợp xảy ra là nếu mà giả sử trên trường hay có chuyện gì buồn hay là bị bạn này bắt nạt, bạn kia bắt nạt hay cãi nhau với bạn thì con sẽ không nói với mẹ, con sẽ không chia sẻ với mẹ đâu. Bởi vì là con đâu có thói quen chia sẻ với mẹ những cái công việc ở trên trường, đúng không ạ? Thế nên là mình sẽ cần phải hỏi. Và nếu mà các mẹ muốn con mình khi mà đi trên trường về tâm sự với mình giống như một người bạn ấy, thì các mẹ có thể sử dụng phương pháp bằng giống như em. Thay vì em hỏi thì em sẽ nói rằng là à, hôm nay mẹ đi lên công ty này, mẹ gặp người này người kia, mẹ học được cái này học cái kia. Tức là chia sẻ về cái hành trình của em một ngày như thế nào để cho con nghe. Và khi mà con nghe nhiều như thế ấy, thì con có lúc sẽ có một cái thói quen là kể lại cái hành trình của con hôm nay như thế nào đó. Đấy là cái cách đầu tiên, là cái cách mà chị Hằng đã nói rất là đúng, tuyệt vời quá. Hoan hô chị Hằng. Và cứ thế mà làm chị nhá, bởi vì cái điều mà chị đang làm á, rất là nhiều người mẹ không làm được. Và nếu mà chúng ta làm được rồi, chúng ta hãy duy trì cái điều đó, đúng không ạ? Và cách thứ hai đó chính là đọc sách. Đọc sách thì tại vì mọi người thấy em bán sách, thế là về sách chắc nghe là nghe nhàn lắm đúng không? Thì cái này em sẽ nói qua thôi. Đọc sách là cái việc mà không thể thiếu đối với em nghĩ là đối với rất là nhiều người. Bởi vì khi mà đọc sách ấy, các con ngoài thói quen ra thì các con được tiếp thu cái vốn tự vựng cực kỳ cao và rất là lâu nha mọi người nha. Bởi vì các con vừa thông qua cái hình ảnh, mà các con được nhìn trên sách ấy, và cái thứ hai là các con vừa được nghe nội dung, thì khi cái nào mà vừa được nhìn là vừa được nghe thì nó sẽ nhớ hơn, lâu hơn là mình chỉ được một là nghe, hai là nhìn. Tức là mình sẽ kết hợp, thay vì là mình chỉ được một hoặc hai thì bây giờ mình được cả hai kết hợp với nhau thì mình sẽ nhớ lâu hơn, đúng không? Thế nên là mọi người hãy lên duy trì cái thói quen đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ, thì cái đấy em bỏ qua. Cái cách thứ ba mà em đang làm đó chính là thường xuyên tạo trò chơi với con thông qua vốn từ vựng, giống như là bên Việt Nam ngày xưa hay có cái trò chơi là hát nối, đúng không? Ví dụ em hát nối cái câu là bà thương con thì con giống mẹ, thì con sẽ là cái người hát nối cái câu mẹ đó. Thì con ví dụ con hát là mẹ thương con thì con giống bà, thì ngược lại mình sẽ phải tìm cái từ ba đầu tiên đó. Thì đấy là cái cách mà chơi chơi kiểu chơi ngôn ngữ nha mọi người nhá. Thì ví dụ như là ở bên Hàn em thực hành luôn này. Ví dụ bây giờ em sẽ nói là từ gì đó nhỉ? Hồ đang y. Đấy đúng không? Sau đó con sẽ phải tìm cái từ là y à? Y thì con sẽ nghĩ này, nghĩ trong đầu. Y thì có cái gì ta? Y. Tự nhiên bây giờ không không nhớ ra cái từ gì y này. Tức là làm sao đó, cái này thì các mẹ lên dùng từ điển với những cái bé nhỏ. Lực đây là em áp dụng cho những bé lớn nha. Bé nhỏ thì các mẹ có thể y ban, đúng rồi. Ấy chơi trò chơi như kiểu này này thì cái não của con á, nó được hoạt động rất là nhanh. À hoạt động á, nó được suy nghĩ, được vận động á. Thì cái cách này là dành cho cả những cái bé lớn và bé nhỏ. Đối với những bé nhỏ á, thì mình sẽ dùng những cái từ cực kỳ đơn giản thôi, ở trong nhà thôi đó. Nhưng mà đối với những bé lớn thì chúng ta sẽ có một công cụ cực kỳ ok
Đó chính là từ điển. Hôm nay em học được một cái nữa, đó chính là nếu mà với những cái bé lớn lớn hơn một chút, chúng ta sẽ dùng cái từ điển để có thể chơi cái từ vựng đối với con. Thì mẹ một quyển, con một quyển, đúng không? Mà khi mà trong từ điển có những cái ngôn từ mà chúng ta chưa hề biết tới, thì chúng ta sẽ dùng cái từ điển đó để tra. Thì đúng rồi, y ban y sa này, trời ơi có rất là nhiều, nhưng mà tự nhiên là trong đầu em không có ra một cái gì hết. Bởi vì nhìn mọi người run quá rồi không có ra. Thế nên đây là cái cách mà chơi vốn từ nhá. Thì các mẹ đối với giai đoạn từ từ không không đến 3 tuổi, thì ví dụ từ 2 đến 3 tuổi thì mình có thể chơi đơn giản những cái từ in sang xem hoan trong cuộc sống hàng ngày thôi. Còn đối với những cái bé mà lớn hơn thì chúng ta hãy dùng cái từ điển đó để chúng ta chơi vốn từ vựng với con. Thì cái này em nghĩ là rất là thú vị đối với những cái bé mà có sự sáng tạo và cái trí nhớ lâu. Và mẹ có thể nhìn thấy được ngay con mình là trí nhớ lâu hay là không lâu trong cái trò chơi này luôn nha. Thì hôm nay nếu mà ai ở con ở trong cái giai đoạn từ 3 đến 6 thì các mẹ có thể áp dụng cái trò chơi này với con, đảm bảo rất là thú vị. Ok. Giống như chị Hoa này, chị Tâm này, rồi là mấy chị nữa con lớn lớn một chút, thì chúng ta sẽ dùng từ điển để có thể chơi trò chơi từ vựng với con. Sao lừa tình. Trời ơi, mọi người đang nói em lừa tình lè. Em vẫn thế mà. Rồi còn nếu mà ai ở trong giai đoạn con từ 0 cho đến 3 tuổi thì chúng ta hãy dùng những cái ngôn từ in sang tranh hoa để chơi với con nhé. Và cách thứ tư tiếp theo, cái này thì em nghĩ là rất là nhiều người làm, đó là chúng ta hát và đọc thơ. Ok. Nhưng mà chúng ta phải hát và đọc thơ như thế nào cho hiệu quả? Thì sau khi trò chuyện với một số mẹ thì mẹ có nói với em là trời ơi, trí nhớ không được tốt lắm nên là học bài hát tiếng Hàn không có nhớ. Thì em có hướng dẫn cho các mẹ đó một cách, đó chính là mình viết viết cái lời bài hát đó dán vào trên tường, và trước khi đi ngủ chúng ta lên hát cho con nghe. Tại vì sao? Trong cái giai đoạn từ 0 đến 3, các con sẽ rất là thích liên quan đến cái gì, đến âm nhạc và âm thanh, và liên quan đến cái gì mà kiểu body language như thế này mọi người. Ví dụ nhá, bên Việt Nam thì chúng ta khi mà hát cho con đúng không, thì chúng ta thường thường là biểu diễn cả kiểu body language, là chân tay múa may. Ví dụ nhá, em hát cái bài hai bàn tay của em như thế này thì em phải múa, đúng không ạ? Đúng không? Thì khi mà mình hát tiếng Hàn cũng thế, thì mình hãy sử dụng cái body language, sử dụng động tác chân tay. Như vậy khi mà các con sử dụng động tác chân tay nhiều thì các con nó sẽ kết hợp rất là uyển chuyển này, và kiểu cơ thể nó cũng rất là mềm mại và nó sẽ theo nhịp của nó. Chính vì thế khi mà các mẹ hát tiếng Hàn hay tiếng Việt hay tiếng Anh gì đi chăng nữa, hãy sử dụng cả cái ngôn ngữ của mình thật là thú vị, và cái cả cái cơ thể của mình, cái body language của mình như thế này để kết hợp với cảm hát cho con nhá. Ví dụ nhá, hát phải đơn giản cùng xe ma đi thôi, thay vì cùng xe body cả đấy. Khi mà mình hát như thế mình đến mẹ mẹ cũng không có nhiều cảm xúc và sự vui vẻ ở trong đó. Nhưng bây giờ mình hát này, không xe ma đi cả hàng chi đấy y sao ăn bao gồm đấy, tức là a ba gồm mà xong rồi, tức là mình sẽ sử dụng cả ngôn, cả cơ ơn cuôn này, cả cả khuôn mặt của mình này, cả chân cả tay, thì các con nó cảm giác rất là hứng thú. Và đây đây đúng rồi, chính là một cái người mẹ mình đang cần đây rồi, các mẹ hiểu ý em không? Nên là chú ý nha, khi mà hát cho con nghe hay đọc thơ cho con nghe, chúng ta hãy sử dụng cả nét mặt đến cơ thể của mình. Ok chưa ạ? Thì cái này thật ra là em không phải có khiếu, mà cái này em khá là thích, bởi vì
Bình thường ấy, cái khuôn mặt của em đến chân tay của em cũng đã thể đã quen rồi, thế nên nếu mà mẹ nào mà hơi thô hơi cứng một chút thì các mẹ có thể học và tập từ từ nhá. Các mẹ có thể đứng trước gương múa máy và nhảy theo cái điệu nhạc như thế, thì khi mà làm như vậy á, thực sự là các con nó sẽ rất là nhuần nhuyễn cái kỹ năng sử dụng chân tay của các con. Và đến khi mà các con đi ra ngoài á, thể hiện một bài hát nào thì mình sẽ thấy là ôi, các con rất là tự tin đúng không ạ? Chuẩn body của mẹ côn đây. Rồi ôi em đang béo quá đấy này mọi người nè. Ok chưa? Đấy là cái cách thứ ba mà cái thứ tư mà em hướng dẫn cho mọi người. Thì những ai mà đang có con trong giai đoạn từ 0 đến 3 thì chúng ta hãy áp dụng cách này tuyệt đối có thể. Mỗi ngày, ví dụ mỗi tuần mình sẽ nghĩ là thay vì bây giờ mình cứ bài nào mình cũng hát một tí mình sẽ bị dở chừng đúng không? Mình sẽ nghĩ là một tuần mình sẽ học thuộc đúng một bài hát thôi. Đó, học thuộc đúng một bài hát, dán ghi dán trên tường anh em mọi người. Thay vì là bây giờ phải nhớ bởi vì là mình phải học thì mình dán ở trên tường mà mình học làm sao để con có thể cảm giác được cái bài đó rất là vui và hứng thú nha. Chúc mọi người sử dụng cái công cụ này thực sự thành công, bởi vì nó sẽ không mất một đồng nào của các mẹ hết cả. Các mẹ chỉ cần lên YouTube, các mẹ sờ cái bài hát đó và ghi lời ra thôi, sẽ không tốn bất kỳ một đồng nào của các mẹ hết. Ok. Và ngoài tiếp theo thì các mẹ em vừa nói có đến đến cái phần là thơ đúng không? Nhưng mà thơ thì bên thật sự là bên Hàn đọc thơ nó hơi khó. Bởi vì là cái từ vựng ấy nó nhiều khi mình không phát âm được, thế nên là thôi mình cứ sử dụng hát đi nha mọi người nhá. Tiếp theo cách thứ năm đó chính là mà mình sẽ đối cái này là cách này là dành cho những cái bé mà lớn hơn, đó là những cái bé mà đã tập viết được rồi nhá mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ phát triển vốn từ vựng cho con thông qua ngôn ngữ, thông qua cái việc viết. Em đang học quốc tịch đi ngủ toàn con phải nghe quốc ca mẹ hát thôi. Trời ơi, thế cũng được, nghe quốc ca cũng được. Nhưng mà thay vì chúng ta nghe quốc ca nhiều đúng không? Cho con nghe quốc ca nhiều thì chúng ta đã có thể cho con nghe những bài hát khác. Nhưng các mẹ đừng có nhầm nha. Nhiều mẹ nghĩ là ồ cứ cho con nghe thật nhiều là con sẽ biết thật nhiều, không phải vậy đâu. Chúng ta cho nghe nhiều nhưng mà sẽ tốt hơn bằng cách là chúng ta sẽ học cái bài hát đó và hát cùng với con. Đúng không ạ? Các mẹ cho con nghe nhiều đi chăng nữa nhưng mà các con nó sẽ bị loạn và rối, không biết rằng là nó làm một cái bài nào và hát bắt đầu từ đâu đúng không? Các con chỉ có thể nhớ trong đầu thôi nhưng mà để thể hiện ra thì các con không có định thể hiện ra được. Chính vì thế là các mẹ hãy học thuộc cái bài đó và hát cùng với con nha. Một cái bài hát nó sẽ không có mất thời gian nhiều, nó chỉ mất tầm 5 phút thôi, 10 phút thôi. 5 10 phút chắc là mọi người cầm cái điện thoại vuốt 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 tí là hết 5 10 phút rồi. Nên bây giờ chúng ta học cái một bài hát hát cùng với con đâu có mất thời gian đâu đúng không mọi người? Ok, chào Thanh Loan. Thế nên là Thu Duyên em điều chỉnh sao đó để các con vừa có thể được nghe mẹ hát quốc ca, vừa có thể nghe được mẹ hát những cái bài hát khác đúng không? Đúng không ạ? Em vừa nói là cái việc luyện ngôn từ cho con thông qua việc viết dành cho những bé lớn đúng không? Bé lớn mà dành giai đoạn từ 6 tuổi trở đi là em nói khiêm tốn, từ cái giai đoạn 6 tuổi trở đi là các con đã biết viết rồi. Thì trong giai đoạn này là chúng ta sẽ rèn cho con cái thói quen viết mỗi ngày. Mỗi ngày không cần viết nhiều đâu, chúng ta viết một hai vài ba từ thôi cũng được. Đến khi mà các con viết theo từ đầu là chúng ta sẽ cho con viết theo một cái tờ giấy, một cái khuôn khổ nào đó đúng không? Khi mà các con viết theo thành thạo rồi thì chúng ta cái từ đấy nó lạc vào trong đầu con rồi đúng không?
thì chúng ta sẽ chơi trò chơi bằng cách là đọc cho con nghe và con nghe chính xác rồi viết lại. Thì cái công cụ này nó sẽ có một cái phương pháp cực kỳ hữu hiệu dành cho những cái bé 6 tuổi trở đi nhá. Nhưng mà đại khái là các mẹ hãy lên cho con chơi cái trò chơi thông qua tập viết nha các mẹ nhá, bởi vì khi mà viết á, các con sẽ phải suy nghĩ và suy nghĩ thì phải động não rồi, đúng không các mẹ? Thế nên là cái việc mà rèn từ vựng qua cái việc viết cực kỳ là ok. Cái này á, thì em cũng đang làm với Mira nhà em, Mira nhà em nói ra thì 6 tuổi nhưng mà tính ra thời gian bạn ấy sinh thì cũng chả được cũng được lắm mấy tháng thôi, thế nên là mỗi ngày em chỉ cần sử dụng 2 đến 3 từ vựng. Tức là chúng ta thay vì chúng ta làm nhiều một lúc thì chúng ta sẽ làm ít thôi nhưng mà chất lượng nha mọi người nhé. Hay là mọi người ập ào phát là mọi người cho học con 5-6 từ hoặc là cả chục từ đi, nó sẽ làm cho con rất là áp lực, thì chúng ta sẽ làm cho con nhẹ nhàng được mỗi ngày 2-3 từ thôi nha. Thì cái này thì dành cho những cái mẹ lớn hơn một chút. Và cái tiếp theo mà em quên chưa nói với mọi người dành cho, tại vì em thấy ở đây rất là nhiều người có mẹ con nhỏ, ví dụ dưới 3 tuổi trở đi. Thì dưới 3 tuổi trở đi mọi người biết cách dạy từ vựng cho con không ạ? Mỗi ngày mọi người chú ý cho em ạ. Thay vì mình dạy quá là nhiều thì các con sẽ bị rối và mẹ cũng bị rối. Hay thế nên là mỗi ngày các mẹ kiên trì chỉ dạy cho em 3 từ mới thôi. Các mẹ sẽ áp sẵn trong đầu, ví dụ hôm nay em cái này là em học lại nhá. Em chia sẻ lại cho các mẹ thì các mẹ có thể học cái cách của em để mà dạy lại cho con. Ví dụ nhá, đây là cái khẩu trang đúng không, thì bây giờ em sẽ chọn ở đây trước mặt em thì không có cái gì nhiều nên là em sẽ lấy cái khẩu trang này, ví dụ chọn ba cái đồ vật thân quen nhất ở trong nhà mình cho con, chìa trước mặt con này đó, và chỉ ví dụ như là lúc đầu tiên ấy, cái bước đầu tiên đó chính là chúng ta chỉ khẩu trang. Khi mà nói chuyện với các con ấy, chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ đó chính là chúng ta nói to, rõ ràng, thay vì lý nhí trong mồm ấy, thì chúng ta nói thật to, rõ ràng và chuẩn, chính xác ra các mẹ nhá. Tránh cái trường hợp chúng ta nói quá là nhanh. Khi mà nói quá nhanh ấy, thứ nhất là con sẽ không theo được, và cái thứ hai, nó sẽ cảm giác là bởi vì mẹ nói nhanh quá nên không muốn nói theo. Thế nên chúng ta nói chậm thôi là rõ ràng nha các mẹ nhá. Ví dụ Masuku, đúng không? Masuku. Đấy, thì chúng ta dùng cái âm điệu kiểu là trầm bổng như thế ấy, làm cho con nó sẽ rất là vui. Masuku. Đấy, xong vừa nói mình vừa nở cái nụ cười ra như thế này này. Masuku. Trời ơi, mình nói mình không có cười, rất con nó căng thẳng nhưng mình vừa nói Masuku. Đấy, thì mình cảm giác là nó sẽ rất là kiểu nó vui đúng không? Khi mà đây dạy xong một Masuku xong rồi, xong mình chỉ ra một cái khác. Đấy là ba cái tiếp theo đúng không? Xong mình lại nói Ikosu Masuku ya. Hai anh sẽ kia ya. Đấy, dạy chúng nó cái cách sử dụng luôn. Được chưa ạ? Thì mình sẽ có ba cái phương thức là dạy con. Thứ nhất là mình nói từ đơn là Masuku. Cái thứ hai là Ikosen Masukiyo. Thì nói là đây là cái khẩu trang, đúng không? Cái thứ ba là mình sẽ có thể cho nó nhìn thấy và mình nói thể có thể nói thêm được cái câu là Hayan Masuku, thì có thể nói là đây là khẩu trang màu trắng. Thì thứ nhất là mình nói từ đơn này, cái thứ hai là mình nói ngắn thôi, đây là Masuku đúng không? Xong rồi về sau mình có thể nói dài hơn ạ, đây là khẩu trang màu trắng, thì mình để cho nó vừa học cái từ vựng này vừa học màu luôn.
Thì đấy là cái cách là dạy ba cái thôi, nhưng mà một cái á mình có thể dạy rất là nhiều cái vốn từ vựng cho con rồi, đúng không ạ? Thế nên là cái cách này là dành cho những cái mẹ đa văn hóa cực kỳ hiệu quả nha các mẹ nhá. Thay vì mình cứ nghĩ là con học tự nhiên, nghĩ là con có thể lên trường con học được, thì có lên trường con có thể học được, nhưng mà để học hết tất cả thì có thể nó bị hạn chế. Đến các ở nhà các mẹ tranh thủ mỗi ngày dạy cho con ba từ mới thôi nha, thì em nghĩ là nó cũng chỉ hết tầm 5 đến 10 phút cho của mọi người thôi. Đấy thì là những cái phương pháp mà em vừa chia, gọi là cái mẹo đi, gọi là cái mẹo mà em sau một thời gian thì em đã rút kinh nghiệm ra và cũng học hỏi từ những các anh chị khác nữa, thì để cho mọi người biết được rằng là cái cách mà dạy con như thế nào. Thì bây giờ em tổng hợp lại nhá, cái mẹo dạy để phát triển vốn từ vựng cho con: thứ nhất là chúng ta sẽ hát hoặc là đọc thơ cho con, cái thứ hai là chúng ta sẽ dạy cho con mỗi ngày ba từ vựng, mỗi ngày ba từ mới, cái thứ ba là chúng ta sẽ tạo cho nhiều trò chơi liên quan đến từ vựng, giống như kiểu là gọi là hát nối ý. Hát nối, mọi người em thích cái trò này lắm bởi vì em thích hát và thích kiểu là đoán chữ ấy đó. Thế nên là nhiều khi em còn 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 giả vờ chứ ma sức, thì nó sẽ nghĩ ra đấy là cái từ gì, tức là cái trò chơi đoán chữ ấy. Thì mọi người hãy tưởng tượng ra thật nhiều những trò chơi liên quan đến từ vựng vào để chơi cùng với con nha. Cái thứ tư đó chính là chúng ta đọc sách. Cái thứ năm là chúng ta sẽ trò chuyện cùng với con thật nhiều. Và cái thứ sáu đó chính là chúng ta hãy cho con luyện viết. Chồng với con dạo gọi điện giờ này không biết. Cái thứ sáu đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là rèn viết, rèn phát triển từ vựng thông qua cái việc viết cho con. Đấy là 6 cách mà rất là đơn giản thôi, và em nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể làm được, không phải nhờ đến sự trợ giúp của cô giáo, đúng không ạ? Kể cả mẹ nào tiếng Hàn có tồi đi chăng nữa, nhưng mà các mẹ chỉ cần cố gắng mỗi ngày ba từ vựng thôi thì chắc chắn là các mẹ sẽ dạy con thành công. Ok, thì em chúc tất cả mọi người sẽ sử dụng cái phương pháp này hiệu quả nha. Còn tiếp theo là liên quan đến cái việc mà cái gì nhỉ, cái mẹo thứ sáu mà em vừa nói đó chính là chúng ta phát triển vốn từ vựng thông qua cái việc viết cho con dành cho giai đoạn từ 6 tuổi trở đi, đúng không ạ? Thì nó sẽ bên em nó có một cái công cụ, bởi vì mọi người biết là em làm về chương trình phát triển nó trí não cho con, phát triển về sách này, cho đến từ những cái chương trình học toán tiếng Anh chữ hay cúc co han cha cho những cái bé mà từ lại đã tiền tiền tiểu học trở đi, đúng không? Thế nên là bây giờ em hướng dẫn cho mọi người để mọi người biết cái cách phát triển đúng giai đoạn cho con nhé. Đặc biệt là cái bé mà giai đoạn từ 6 tuổi trở đi nhé. Các bé mà chưa học chữ thì em nghĩ là nó đúng là cái độ tuổi chúng ta cần phải cho con làm quen với mặt chữ sớm. Nhẽ ra là 5, 6 tuổi thì đã có người làm rồi. Thì những bé nào mà từ 5, 6 tuổi, 7 tuổi mà chưa biết thì chúng ta có thể cho con tiếp xúc với cái công cụ này. Bởi vì chính xác là con em nó cũng cũng học từ đây luôn nhé mọi người nhá. Thì đây, không biết là nó có bị ngược không, nên là em sẽ quay lại màn hình cho mọi người xem để giới thiệu chính xác và kỹ hơn cho mọi người. Đây là cái chương trình mà học tiền tiểu học cho những cái bé mà chuẩn bị vào tiểu học nhá mọi người nhá. Thì không biết là mọi người còn có cái nỗi lo giống em không, nhưng mà em cũng rất là lo lắng. Không biết là với một cái người mẹ đa văn hóa mà không biết nhiều về cái việc học tập của con thì chúng ta sẽ cần phải như thế nào. Thì em có rút ra được một cái bài học là nếu mà chúng ta dạy con mà không có công cụ ấy, thì thực sự là nó sẽ giống như là chúng ta đi vào đường hầm mà không có đèn pin. Mình cứ đi lòng vòng mà cuối cùng mình không đi đến đích. Nên là chúng ta cần có một công cụ để chúng ta
hỗ trợ cho con và rút ngắn lại cái việc mà chúng ta dạy cho con như thế nào. Thì thực sự này em cũng không phải là một cái bà mẹ khá là thông minh, chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, chúng ta không phải là một cái bà mẹ khá là thông minh mà set up cái chương trình học cho con từ đầu đến Z được. Thế nên là chúng ta cần phải bỏ tiền ra và mua những cái chương trình thông minh như thế này để con chúng ta học theo có kiểu là kiểu theo một cái logic, theo một cái gì nhỉ, một cái bài giảng đàng hoàng, chứ không phải là mỗi ngày mẹ dạy một kiểu như thế sẽ làm các con nó bị loạn hơn đấy. Chứ còn chương trình của em nó set up từng bài sẵn rồi, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 là nó sẽ set up hết rồi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái chương trình của những cái bé nhỏ hơn là nó sẽ học cái gì trước khi mà vào lớp 1 nhé mọi người nhé. Thì trước khi vào lớp 1 là chúng ta sẽ cho con làm quen với toán và chữ và tiếng Anh đúng không? Thì nếu mà trong trong chương trình này nó đều có hết, ví dụ như là toán này, chữ này, toán này, tiếng Anh này, Hán tra này, thì nó có những cái bộ môn như thế để cho con bước chuẩn bị bước vào lớp 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong đây có những cái gì nha. Thứ nhất là Hàn Quân nha mọi người nhá. Đây. Ví dụ đây. Trong đây khi mà em khi mà đăng ký á thì em sẽ tặng cái này, cái công cụ của em nó sẽ kết hợp với cái việc vừa chơi vừa học nên là các con nó sẽ không cảm giác bị trừu tượng mà bị nhàm chán nhá mọi người nhá. Chị ơi con 19 Duyên ơi con 19 tháng đi học cùng tôi đi chứ không học cái này được em yêu ạ. Con em lo ví dụ như là khoảng tầm 5-6 tuổi nhá thì con có thể học được chương trình này, nhưng mà nếu mà muốn bắt đầu dạy thì có thể dạy cái cùng tôi đi kia đấy là học CEO này mọi người này. Đây là em lấy cái bài ví dụ thôi. Thì thông qua cái trò chơi như thế này, vừa âm thanh vừa hình ảnh sống động như thế này thì các con nó sẽ học rất là nhanh, thay vì các mẹ ngồi bắt con viết ký ức neon chữ này nọ thì các con vừa nhìn qua màu sắc này đấy, vừa tương tác như thế này. Thì em hỏi mọi người là có thích không ạ? Đến ngay bản thân của em á, em cũng cảm giác rất là vui khi mà được vừa học vừa chơi, mình cảm giác thoải mái lắm mọi người đó. Nhưng mà khi mà mình ngồi vào mình viết từ vựng, mình học từ từ vựng từng từ một thì cảm giác cái đầu mình căng lên và mình thực sự không muốn học nữa. Nếu mà muốn học á, chỉ ngồi 5-10 phút là mình đứng dậy rồi. Đấy. Còn cái này thì bọn nó được vừa chơi vừa học, thế nên nó cảm giác à, cái này nó rất là nhẹ nhàng, rất là vui. Nên là nó sẽ có thể làm từ đầu đến cuối nha mọi người nhá. Nên là dạy con cũng cần có mẹo là như vậy. Cho con học cũng cần có mẹo là như thế. Chứ không phải là mình cứ ép dồn nó vào học 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 đâu ạ. Nếu mà làm như thế chỉ các con chỉ làm các con nó sợ cái việc học thôi. Đây là chúng ta vừa vui này, vừa vui chơi, vừa thoải mái, vừa được học. Đây là chơi mà có kiểu có khuôn khổ ấy mọi người. Ok, đây là xong thì mình sẽ sang cái phần khác. Chà bát á, đây nó sẽ cảm giác là một cái trò chơi là bắt chữ này hay là bắt hình ấy. Siêu. Ê, tìm CEO đấy mọi người.
Như này không phải đúng không? Đây là trò chơi mà, trò chơi bắt chữ mà. Không phải. Đấy. Nó sẽ nhận biết được là cái nào đúng, cái nào sai, chữ nào là chữ nào. Chứ không phải chữ nào cũng màu đâu nha. Khi mà các con đã biết qua mặt chữ rồi thì nó sẽ tự nó phán đoán là à đây có phải là cái chữ siốt không, hay là nó bấm bừa. Khi mà con bấm bừa thì mình sẽ biết rằng là con đang chưa biết nhận mặt chữ đúng không. Nhưng mà khi mà con làm theo cái kiểu phán đoán của mình á, đấy, thì các con làm sẽ rất là ok. Đấy, ngoài cái phần này ra em xong này. Mọi người chú ý là cái phần này nó sẽ có thêm phần bài tập nha mọi người nhá. Bài tập hàng ngày luôn mọi người. Nếu mà mọi người muốn giao bài tập cho con thì hàng ngày á, nó sẽ cập nhật sẵn bài tập vào trong đây. Đây là thông qua bài hát nè. Mọi người nghe cũng rất là hay đúng không? Rất là vui luôn mọi người. Này rất là khó, phát âm khó cực luôn mọi người nhá. Phát âm khó quá. Em chào chị nhỏ meo. Chị ơi, đây là chương trình dành học dành cho các bé mà học bắt đầu học chữ nhá chị nhá. Học chữ, học toán và học tiếng Anh. Để chiút này mọi người, nghe nó phát âm đã khác rồi, chiút. Hello chị yêu, hello các chị yêu. Chị ý hát luôn nó, em đang live stream lát, nó em mọi cho chị nhá. Chị ý hát luôn nó, em đang live stream lát, là em sẽ hướng lại cho, hướng dẫn chị lại nhá. Nên mọi người khi mà đăng ký chương trình ấy, thì nó sẽ có up những cái này vào nhá mọi người nhá. Nếu mà đăng ký đúng độ tuổi thì nó sẽ up vào đúng cái này cho mọi người để cho các con học. Nên là nói thật với mọi người, từ lúc mà có chương trình này ấy, em nuôi, em dạy con rất là nhàn. Bởi vì là mình chỉ cần kiên trì làm bài tập cho con mỗi ngày thôi, chứ không phải cần đau đầu nhức óc nghĩ là mình còn phải dạy cái gì nữa. Bởi vì mình có nghĩ đi chăng nữa thì nói thật với mọi người là nó sẽ không khó, không theo một cái logic gì đâu. Và mình cứ hứng lên thì mình dạy, thích thì mình dạy, chứ mình không có một cái kiểu là à hôm nay họ giao bài tập nè là con phải làm và mình cũng cần phải làm cùng với con. Tức là họ đã set up bài tập sẵn rồi nên là mình chỉ cần làm với con thôi và hai mẹ con cùng làm với nhau thôi. Chứ còn nếu mà để mình thả tự do ấy, là
Hôm nay mình vui thì mình dậy, ngày mai mình buồn mình ứ thèm dậy nữa. Nếu mà làm như thế thì các con nó sẽ thấy là đấy, ngay đến mẹ, mẹ còn không có cái tâm mẹ dạy con thì đến con cần gì quyết tâm phải học, đúng không ạ? Nên là khi nào mình quyết tâm á thì là cái chương trình của mình nó sẽ học khác. Tự nhiên lại có chụp ảnh mình ở trong đây, trời ơi. Đây, chụp ảnh tạm như thế nhá. Này hình như phần tui có cho có phần này. Ồ đúng rồi, cái phần này con bà chưa có, bởi vì là nó mới ra cái chương trình này nhá. Nó đặc biệt hơn nhá bà nhá. Nó sẽ liệu để cái tôi tư vấn lại cho. Bây giờ chị giới thiệu cho những em, cho em những chương trình bà dẫn rồi. Ok, để chị giới thiệu cho Duyên nhá. Để tí chị tắt máy rồi chị giới thiệu cho. Hello em trai lên đây chị mua đồng hồ cho nào. Đây, mình sẽ học và chơi nè. Đô đi xa đúng không? Xa. Đấy, mọi người thông qua trò chơi này cực kỳ nhàn. Chứ nếu mà ngồi biết A, B, C, xa, si, ốt này nọ, trời ơi đau đầu muốn chết luôn à. Cột chung. Đấy. Khi mà các con vừa chơi như thế này, các con cảm giác được à, con làm đúng. Trời ơi con vui quá, con có động lực quá. Hay là con lại có những cái động lực để làm những cái bài tiếp theo và cố gắng làm tốt những cái bài tiếp theo, đúng không ạ? Cái này tải ở trang nào vậy mẹ ơi? Chị Đỗ Phượng ơi, cái này nó không phải là chương trình chúng ta có thể tự tải được chị nhá. Nó là cái chương trình mà em nói thẳng luôn ở trên đây là nó là cái chương trình của Chin Book Club, nên nó sẽ có mất phí một chút. Bởi vì là nó được update theo từng độ tuổi và từng năng lực của các con mà chị. Thì ngoài ra cái phần học này ra nó còn có sách nữa nhá. Chương trình học này giá sao của chị? Cái này thì nó có nhiều giá lắm Duyên ạ. Có 59.000, 129, 119.000, 159.000 cũng có. Nhưng mà mỗi gói ấy, thì nó sẽ có những cái giá trị khác nhau. Ok chứ mọi người? Quan trọng nó thật sự là em làm cái này thì quan trọng không phải là cái giá, mà quan trọng là mình set up làm sao phù hợp với chính cả con của mình. Chứ nếu mà kể cả con Duyên 19 tháng bảo em ơi chị ơi đăng ký cái chương trình này cho em, trời ơi chị cũng không đăng ký luôn cho em được, bởi vì nó không đúng độ tuổi, không đúng với cái năng lực của con nhá. Còn chị Đỗ Phượng ơi thì có gì chị nhắn tin cho em ấy cho. Cái gì nhỏ? Bơ sử đúng không? Cái này vừa giá 1 tháng em nhiêu ạ? Dạ thật. Hôm nay anh sẽ làm livestream để hướng dẫn cho các mẹ về cái cách khen con như thế nào. Đấy, khi mà nghe xong, làm xong chúc ta hay nó cảm giác vui. Kể cả mẹ không khen nó ấy, đi chăng nữa thì nó cũng được cái chính cái người bạn của nó ở đây khen nó và công nhận cái sự cố gắng của nó, đúng không ạ? Bởi vì cái việc mà công nhận sự cố gắng của một người ấy nó rất là quan trọng. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ôi dồi ôi cái này bình thường, con người khác làm được con mình cũng làm được, thế dồi ôi gì mà cần được khen. Nhưng mà không phải đâu mọi người ạ. Con mình kể cả có tốt hơn ngày một hôm qua 1% hay có làm đúng đúng một câu đi chăng nữa mình cũng cần phải khen, bởi vì có sai thì mới có đúng, đúng không ạ? Chứ làm sao mà các con được làm đúng ngay từ đầu. Nên là các mẹ khi mà học cái cách khen con ấy cũng cần phải có gọi là mẹo để chúng ta là khen con làm sao cho nó đúng, và chúng ta lúc nào cần nên khen con mà không nên khen con. Bây giờ đến sau một cái phần là học rất là nhiều, chơi rất là nhiều như thế rồi đúng không? Bây giờ chính là cái lúc mà em bảo là mọi người lên cho con luyện viết từ vựng ấy.
đúng không ạ? Cái cách mà em vừa bảo là các mọi người phát triển từ vựng thông qua viết đúng không ạ? Thì đây chính là nó đây ạ. CISO. Thì khi mà đăng ký các mẹ em sẽ tặng cho cái bút này. Các mẹ cho con viết nhá. Ví dụ những mẹ nào mà cần tập viết là chúng ta có thể cho con tập viết ở đây rồi. Với cả mẹ nào, gia đình nào mà có hai đứa con ấy thì thực sự là các mẹ sẽ không có nhiều thời gian để dạy con và set up chương trình cho các con đâu đúng không? Thì các mẹ cứ nhắn tin cho em, kể cả đăng ký hay không đăng ký, các mẹ cứ vui vẻ nhắn tin cho em hướng dẫn cho các mẹ các cách để làm sao mà set up thời gian cho hai đứa mà vẫn có thể dạy cho con được mà không bị stress nhá. Ở đây chỉ là trên cái kinh nghiệm mà em đã gọi là học hỏi được từ rất là nhiều các anh chị đi trước, em chia sẻ lại cho, bởi vì nhiều khi em cũng nghĩ là các mẹ biết hết rồi, thế đến khi mà nói ra bảo, ui em ơi cái này chị chưa được nghe. Đâu rồi, viết sai rồi đấy. Các mẹ biết viết sai cái gì không? Đây này, ở đây có thể xóa và chúng ta có thể xem nhé. Đây, cách luyện viết cho con này ạ. Nếu mà mẹ nào mà ở nhà mà có thời gian để cho con tập viết thì cũng rất là tốt, nhưng mà không có thời gian mà mình không nghĩ ra được nhiều từ vựng á thì là mình sẽ sử dụng cái công cụ này để cho con tập viết được mỗi ngày, bởi vì mỗi ngày mà các con chỉ cần tập viết mấy từ như thế này thôi là các con đã được vừa được được rèn trí não. Dĩ nhiên trên đây không biết được mọi người ạ. Xa thà đi. Nếu mà có bé nào nhỏ mà không xem được, không kiểu là không biết tự viết như thế nào thì các mẹ có thể cho con ấn vào hình thư này thì nó sẽ ra hướng dẫn cách viết. Chị Trang ngay giờ này không ngủ đi mà vào xem livestream của em. Đấy, được chưa ạ? Nhá, khi làm xong ở đây nó chán chảy đến sâu, tự nhiên nghe cái câu này thật sự mình cũng sướng, cũng chỉ là con nó được được khen mà ai mà được khen chả sướng đúng không mọi người? Thế nên là kể cả không có mẹ bên cạnh mà con được khen như thế nhá, con cũng sẽ rất là vui và làm cái đó, lấy cái đó chính là động lực để các con hoàn thành những cái bài về sau, được chưa ạ? Đây, đây là Nore rồi, vừa lấy Nore rồi đúng không mọi người? Đây em soi tiếp nhau. Iyaki Hankun này, rất là nhiều phần luôn. Là em sẽ chụp lại và em đăng lại lên cho mọi người. Thực sự là vẫn đang ốm. Nhưng bận live stream để cho nhiều người đang thắc mắc á, xem nào xem qua. Hello Trang, chị gọi Trang, Trang không nghe Trang ạ. Con bông nó đi ngủ đang hóng. Chia sẻ live stream của gì chưa? Bon nhà chị thích cái này lắm đấy. Ông ta có mấy tuổi đâu mà đã xí xa thì sớm học cái phần này rồi. Chị ơi, Bon là chị bao nhiêu tháng hả chị Trang? Đây mọi người, cho mọi người xem. Ô, điền đúng. Tự vỗ tay khen mình luôn. Thì thế, bé nào cũng vậy thôi. Khi mà các con làm, ví dụ nhá, mọi người chỉ cần thấy cái hành động nhỏ nhất, khi mà mình đi sai con, ví dụ nhỏ nhỏ mình sai con đi vứt rác á, khi mà vứt rác xong con đứng tại chỗ con vỗ tay luôn, đó chính là con đang tự thán thưởng, kiểu khen thưởng bản thân của mình, bởi các con đã làm được một cái việc mà mọi bố với bố mẹ nghĩ rằng là cái việc vứt rác ấy nó chả là cái gì cả. Ôi, nó chả phải là cái công việc to hay lặng lẽ hay ý nghĩa gì cả. Nhưng mà đối với các con ấy,
đó thực sự là cái việc mà nó cảm giác rất là to lớn đó. Thế nên là ngay cả cái việc nhỏ nhất đi chăng nữa, tự mặc quần áo, tự đi vứt xác, tự ăn cơm một mình, những cái việc đó tuy rằng đối với chúng ta không là gì nhưng mà đối với các con thì nó là cái việc cực kỳ ý nghĩa và các con có thể học được rất là nhiều. Nên là các mẹ cứ khen con khi mà các con làm được một cái việc gì nhá. Học cũng vậy, chính nên cái việc chính thế vị tại vì sao mà chúng ta không được không quán không quán xuyến nữa cái việc học tập của con, thì chúng ta cần phải một cái công cụ nó hỗ trợ cho con, lúc nào nó cũng động viên, cũng tạo động lực, tạo cái niềm hứng khởi cho con khi mà con học, đúng không ạ? Cái phần này thực sự là bọn trẻ con nó dễ rất là kiểu là khá là vui khi mà nó học, bởi vì nó nhìn được những cái con động vật này, nhìn được cây, nhìn được cối, nhìn được tất cả mọi thứ nó uyển chuyển với nhau như thế này, thì các con sẽ gọi là hứng thú hơn, mà đã được học ngay từ bụng ở trên đây luôn mọi người nhé. Hàm xếp hình với xếp chữ lắm. Trời ơi bé tí mà còn đã hàm xếp chữ này, không biết là ông này ông học nhanh như nào luôn á. Giờ mình sẽ cho con chấm vào đây đúng không? À sữa bác lún lo chưa dè ạ. Sữa bác mới nào nè. Su bác, khi mà em dạy con thì các mẹ cứ chỉ su bác, nếu mà ngồi cạnh con ấy thì su bác, chỉ vào chữ như thế cho con. Xa quá. Các bé nhỏ là vừa có thể học từ vựng này, vừa có thể học viết này. Cái này hai anh em nhà nhà mà có hai ba anh em là vẫn có thể học được cùng với nhau. Su phụ đấy, được chưa ạ? Cái này là các con sẽ cần phải nghe câu hỏi, nghe kỹ câu hỏi để các con có thể làm bài được. Và nó cũng chính là cái cơ hội để cho các con luyện nghe nhiều hơn nữa vậy các mẹ nhá. Tại vì câu hỏi nó khác nhau, nếu mà các con không biết không không hiểu cái câu hỏi là gì đâu có làm được đâu, đúng không? Đó là cái cơ hội để cho con luyện nghe. Mình cũng không nghĩa là ham thế đâu mà chân thành lắm, cái ngỡ ngàng luôn ý. Bởi vì bọn trẻ con ấy có ai tin rằng là con mình là thiên tài không? Bọn trẻ con nó cực kỳ thông minh mà mình không biết, có khi mình còn còn lờ đờ và không biết gì hơn bọn nó rất là nhiều đó, nhưng bọn nó rất là thông minh, rất là nhanh. Cái giai đoạn nhỏ thì mình càng đây là mình cái này là sẽ liên quan đến toán học và liên quan đến cái góc độ nhìn để quan sát xem rằng là cái chữ sờ này, cái si ốt này như thế nào. Theo mọi người đoán rằng là cái ba cái si ốt này có giống nhau không? Mọi người nhìn hoàn qua thì nghĩ rằng là ba cái si ốt này nó giống nhau, nhưng không phải. Nó có ngắn, có dài, có to, có nhỏ nha mọi người nha. Đến khi các con làm nó các con cũng phải động não. À, nó ngắn, nó dài, to, nhỏ ở đâu? Cái này con học luôn toán học ở trong đây luôn rồi mọi người nhá. Cái này em đố mọi người có thể nghĩ ra và làm được đấy. Đây, dài đấy nó ở đây đúng không? Thế ngắn là nó ở đây này. Đấy, được chưa ạ? Bên kia thì nó đơn giản. À đúng rồi, bên kia thì nó đơn giản hơn rất là nhiều chị ạ. Bởi vì nó là cái giai đoạn từ 0 đến 3 mà. Cái này thì nó sẽ khó hơn bởi vì là từ giai đoạn 5, 6 tuổi trở lên đã học rồi. Em chào chị Nguyễn Thu, hello tất cả mọi người nhá. Mọi người thấy nó đọc không? Cực kỳ rõ, to, rõ ràng. Không có đọc nhanh như chị em mình đâu, chị em mình đọc toàn lướt lướt từ thôi. Em cũng thế ngày xưa ấy, lúc mới đầu mà đọc sách cho con ấy,
đọc rất là nhanh và nghĩ rằng là ui mình đọc sách sao mà hay mà nhanh thế, nhưng mà không phải, mình đọc sách càng nhanh thì các con lại không có nắm được cái vấn đề, không nắm được cái nội dung. Thế nên khi đọc sách cho con, mọi người đọc chậm thôi nha, đọc chậm và để cho con rõ ràng và chuẩn cho con, đừng có đọc nhanh nha. Giờ PD đã đâu à? Chị Huyền đọc sách có đọc nhanh không đấy? PD đâu đã Nên đâu láu tan láu táu nói nhanh xong cũng đọc nhanh luôn. con thấy tròn xuống nhà nhiều. Nhầm chị Trang, cứ gọi chị Huyền. Đấy, bây giờ này sẽ cho con học từ vựng nè. Nhân thiện. Nhân thìn, cái này là các con vừa được nhìn hình ảnh mà được vừa nhìn mặt chữ. Thì em vừa nói rồi, ở phần đầu tiên em nói khi mà cái gì con vừa nhìn hình này, vừa nhìn Nhân chữ này, thiện. nó sẽ Nhân nhớ rất là thiện. nhanh và nhớ lâu. Chứ bây giờ nó chỉ Nhân nhìn cái thiện. một cái mặt chữ, khi mà mình dạy cho con hầu như là mình dạy cho con mỗi cái mặt chữ này không mà. Dạy cho mỗi mặt chữ như thế Nhân này, thiện. thì khi mặt chữ như này là mình cứ phải viết đi viết Nhân lại rất là nhiều, giống như kiểu mình học từ vựng lúc mà mình sang bên Hàn á. Mình học từ vựng cái dờn pin bút đấy, viết ở đấy. Sao mình đâu có nhớ đâu, nhớ không có nhớ lâu. Mà nếu mà sau một thời gian mình không học, bọn mình sẽ bị quên. Nên là chúng ta phải kết hợp cả hình ảnh lẫn cả chữ như thế này. Nhân Được thiện. chưa ạ? Evil. 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 Nhân thiện. Evil. Giờ sẽ dạy. Đây mọi người nhìn đúng không ạ? To tròn này, cái này nhỏ này, cái này to này, đúng không ạ? Yêu. Kết Yêu. hợp luôn toán học vào trong đây rồi. Nhưng bạn thích nghe bút hơn, tự chấm tự nghe, trời ơi yêu quá. Nào phải quay ngay cái hình của Bon xong gửi sang đây cho em nhé. Tạo động lực cho các mẹ khác để nhờ để dạy con nhá. Thật ra cho em, bên em còn có cái bút đó nhưng mà không, hiện tại đang không mang bút vào đây nên không giới thiệu được cho mọi người. Giới thiệu hôm nay là tập trung vào giới thiệu cái chương trình tiền tiểu học cho các bé trước. Nên những mẹ nào mà chuẩn bị cho con đi học và không biết là dạy con như thế nào, bắt đầu từ đâu, vào đây em tư vấn hết luôn cho. Tha ra này, tha ra đi. Khi con làm quen với mặt chữ xong rồi thì chúng ta sẽ có một cái bài test như thế này cho con. Làm miền. Cái này vừa nhìn hình ảnh, mọi người nhìn hình ảnh này, chơi này, âm thanh này, đúng không ạ? Nó rất là kiểu kiểu gì nhỉ, thú vị luôn đấy mọi người. Hạ làm chi? Ôi em đã like gần 1 tiếng rồi à? Nhanh nhỉ? 52 phút, ôi dã man. Trời ơi mọi người ơi, em like cũng rất là lâu rồi đấy. Nên là chắc là em xin phép được dừng livestream ở đây. Để em ra làm công việc và đăng ký cho một chị khách khác. Thì có gì nếu mà mọi người đang có con ở trong cái giai đoạn mà giai đoạn nào mà mọi người cứ muốn tương tác, muốn nói chuyện hoặc là muốn chia sẻ, hay là một tìm một cái nơi để mình nói chuyện được ấy, thì mọi người có thể liên lạc với em Xuyến nha mọi người nhá. Dĩ nhiên là em gì nhỉ, không phải là biết hết tất cả và em cũng không phải là chuyên gia, nhưng ít ra nhiều thì em cũng học và cũng nó biết được rất là nhiều người dạy nuôi dạy con thành công rồi. Chính vì thế thì em sẽ dùng những cái đó để em chia sẻ lại cho mọi người. Và rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã xem livestream. Và cảm ơn nhiều hơn nữa đó chính là mọi người chủ động có thể nhắn tin cho em để em có thể biết rằng là mọi người đang cần cái gì, mọi người đang mắc vấn đề gì, hay kể cả là
nó không phải nằm trong cái vấn đề học, không phải là vấn đề phát phát gì nhỉ, từ vựng hay là đọc sách đi chăng nữa, nhưng mà mọi người á chỉ cần nói em ơi chị, con chị như thế này, con chị gặp vấn đề này gặp vấn đề kia và chị đang bị stress lắm, chị đang không biết cần phải làm như thế nào với con, thì mọi người cũng có thể nhắn tin cho em, và nếu mà được chia sẻ cùng với nhau thì rất là tốt. Còn nếu mà có những cái giải pháp để chia sẻ lại cho mọi người, để mọi người biết rằng là mình cần phải làm gì, tại vì thật ra ấy, trong cái lúc mà mình đang gặp vấn đề ấy, để mình bình tĩnh và nhìn lại được cũng rất là khó, nhưng mà khi mà mình đã chia sẻ ra cho một người nghe rồi ấy, thì thứ nhất là mình sẽ cảm giác là thoải mái hơn, mình bởi vì mình được lắng nghe, và cái thứ hai biết đâu cái người đó chính là cái người mà giúp mình giải quyết cái vấn đề mình đang gặp phải. Bởi vì em cũng đã từng bị rồi, khi mà mình gặp vấn đề ấy, mình không có chịu nói ra mà mình cứ ôm ôm ở trong 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 người mình mà đến khi ấy nó bị giống như kiểu một cái đống lửa, mình nghĩ là cái vấn đề nó không sao nhưng nó chỉ là một cái đống lửa nhỏ, nó cứ dần dần nó ở trong cái con người mình và dần dần nó sẽ lớn lên, đến lúc nào đó lại sẽ bùng ra. Thế nên là nếu mà mọi người có bất kỳ một vấn đề nào về từ con cái này, chồng con thì em không biết nhiều đó, chồng thì em không biết nhiều đâu, thì mọi người có thể nhắn tin cho em. Thì em rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã xem livestream, và hẹn mọi người vào cái lần sau. Thì em vừa nói rồi, lần sau em sẽ làm một cái livestream để phát để làm sao mà bố mẹ có thể nhận biết rằng là con mình nó chậm nói, nhưng mà chậm nói ở trong cái mức độ như thế nào, có thể là chậm nói thông thường hay là chậm nói theo kiểu tự kỷ, hay là con mình chậm nói và chậm nói thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp nào để con mình nó có thể thoát khỏi cái từ đó, rồi là những cái livestream để gọi là khen con, rồi là chê con, rồi là cảm ơn con như thế nào. Đó, đấy là một trong những cái mẹo, một trong những cái mà chúng ta cũng cần phải nghĩ tới. Không phải là muốn đọc sách hay là học là hết, mà chúng ta cần phải học những cái phương pháp đó nữa nhá. Thì cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi chiều rất là vui vẻ. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chị Giang ơi, có gì nhắn tin nhá. Mọi người có gì nhắn tin hay cho em nha. Hello mọi người, hello cả nhà. Không biết là có ai ở đấy không nhỉ? Mình like rồi nè. Hello cả nhà. Cả nhà ơi, mọi người vào cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, nó lâu lắm mới được livestream rồi. Lâu lắm mới livestream cùng với mọi người. Mọi người ơi, ai ở đấy có thể cho em xin một một chấm được không? Em chào chị Hạnh. Không biết là ai nhưng cứ chào. Từ để em thoát cái này ra đã. Không biết giờ này mọi người đã ăn hết cơm chưa ạ? Trời ơi, cậu Tuấn ơi, mua đồng hồ. Hello mọi người, giờ này mọi người đã ăn cơm hết chưa? Em xuyến lâu lắm mới lên livestream với mọi người đây. Giờ không biết là mở phần hát. À đây 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 đây. Cả nhà ơi, lâu lắm em mới lên livestream với mọi người rồi. Mọi người vào cùng tương tác, cùng chia sẻ đi ạ. Em vào đây để bật nhạc cho mọi người nghe nhá. Bật nhạc đúng cái giai đoạn của các con luôn. Là cái giai đoạn từ 0 đến 3. 0 đến 3 chúng ta nên nghe những nhạc gì?
Cả nhà ôm các nếu mà các mẹ có con trong cái giai đoạn từ 0 cho đến 7 tuổi thì hôm nay các mẹ cũng có thể vào để cùng nghe chia sẻ về cái việc dạy chữ cho con nhé. Chúng ta nên bắt đầu dạy chữ khi nào và bắt đầu dạy như thế nào cho đúng cách ạ? Tại vì trong cái thời gian vừa rồi mà em có chia sẻ cùng với một số mẹ ấy, thì các mẹ có nói là con có 2, 3 tuổi thôi nhưng mà đã dạy chữ rồi, hoặc là 3, 4 tuổi cũng đã dạy chữ rất là sớm rồi, thì không biết là cái cách dạy đấy có đúng với cả cái giai đoạn của trẻ phát triển hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cùng nghe chia sẻ để làm sao chúng ta biết cách dạy chữ cho con đúng nhá. Em chào chị yêu. Cô giáo xinh đẹp lấy đâu ra cô giáo, trời đúng rồi ạ, để chúng ta sẽ biết cái cách như thế nào dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1. Tại vì ấy, em thấy trong cái quá trình mà chia sẻ với các mẹ thì nhiều mẹ dạy chữ cho con quá là sớm và dạng như kiểu là bắt ép con học chữ, bắt ép con ngồi một chỗ để học chữ, và cái gì gọi là cái hậu quả sau khi mà các mẹ ép con học chữ thì như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào đây chia sẻ với em nhé. Thật ra thì em cũng không phải là nhiều người có nhiều kinh nghiệm về dạy chữ cho trẻ, nhưng mà sau một thời gian chia sẻ với các mẹ rồi thì thấy rằng là cái vấn đề dạy chữ cho trẻ quá là sớm nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần phát triển tư duy lẫn cả phát triển về gọi gì là cái sự tập trung hay sự khám phá hay cái tư duy của trẻ rất là nhiều. Thế nên là em làm cái livestream này để nhiều mẹ có cái suy nghĩ là dạy chữ cho trẻ quá là sớm thì sẽ biết cách đúng hơn. Đặc biệt có mẹ nói với em là chứ chị ơi, con em 20 mấy tháng mà đã dạy bảng chữ cái tiếng Anh rồi là dạy bảng chữ cái tiếng Hàn, thì em không biết là những cái đó các mẹ học ở đâu, hay là các mẹ nghĩ ra cái cách để mà dạy chữ và dạy chữ cái cho con sớm như vậy. Tại vì cái việc dạy chữ cho trẻ nó không chỉ đơn thuần là chúng ta dạy theo cái kiểu bản năng hay là dạy theo cái sự hiểu biết của chúng ta, mà chúng ta cần phải tìm hiểu cái phương pháp đúng dạy chữ cho trẻ như thế nào để các con nó không bị quá là ép buộc trong cái vấn đề học. Tại vì chúng ta ép cho con quá thì cái hậu quả sau này chúng ta rất là khó lường lắm ạ. Tại vì cái giai đoạn mà từ 0 cho đến 3 tuổi và từ 3 đến 5 tuổi là cái giai đoạn mà các con nó rất là tò mò. Các con tò mò rất là nhiều, thậm chí là các con hỏi rất là nhiều. Đúng không ạ? Mà chúng ta lại ép con ngồi học chữ như vậy thì nó sẽ làm cho các con cảm giác rất là bị stress. Mọi người ơi, mọi người chấm hay là mọi người chào em một câu đi ạ. Chả thấy ai chào em xuyến cả, lâu lắm mới lên live stream nè. Giờ này mọi người đã ăn hết cơm chứ ngỏ? Em chào chị gì nhỉ, chị Long. Hello chị Liễu. Chị Long ơi, chia sẻ live stream đi. Chị Long bây giờ có con khoảng tầm bao nhiêu tháng nhỉ? 13 tháng đúng không? Đấy, sau một thời gian nữa chúng ta cũng phải cần dạy chữ cho con. Nên là học cái cách như thế nào để dạy chữ cho con đúng đi nhá. Để đến lúc mà chúng ta đỡ bị lầm đường, lỡ bước giống như một số người đã từng đi qua, đúng không? Tại vì em thấy cái việc mà thứ nhất là giáo dục sớm hay là cái cách mà chúng ta nuôi dạy con ấy, nó không đơn giản là chúng ta nuôi một con gà công nghiệp hay là chúng ta nuôi một con chim gì đó, mà mặc dù kể cả chúng ta nuôi con gà hay nuôi bất kỳ một cái gì ấy, hay là đến trồng một cái cây đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải học cái cách để chúng ta trồng cây, làm sao mà để cho nó lớn nhanh, đúng không?
hay là xanh mơn mởn mỗi ngày, thì cái cách mà chúng ta học dạy con nó cũng thế. Mà đặc biệt là dạy con mà chúng ta thiếu kiến thức thì sẽ bị hơi bị hối hận một tí đấy. Mọi hello em, hello chị Kim Vân Nguyễn. Mọi người ơi chia sẻ livestream đi để em. Bây giờ là mấy phút rồi, em sẽ bắt đầu vào cái việc mà 5 phút rồi đấy, nhanh nhỉ. Thôi em cứ nói xong mà nếu mà mọi người ai nghe được thì nghe nhá. Tại vì em cũng muốn chia sẻ những cái mà em được học, được từng trải qua. Nó cũng chỉ là một ít kinh nghiệm mà em đã từng trải qua thôi. Thì chia sẻ lại cho mọi người để mọi người biết được cái cách. Thứ nhất là khi nào nên dạy chữ cho trẻ thì em vừa nói rồi đấy. Nhiều mẹ con ở giai đoạn từ 0, từ gọi là 3-4 tuổi đi, 2-3 tuổi đi. Các mẹ, tại vì em nói chuyện với một số mẹ hoặc là tư vấn với một số mẹ rồi, thì các mẹ còn nói là em đã bắt đầu dạy chữ cho trẻ rồi, hoặc là đã bắt đầu cho con học ABCD, hoặc là ở bên Hàn thì sẽ là ký ức niên này nọ ấy. Thì em thấy cái, hoặc là nhiều mẹ cũng mua mấy cái tranh về và dán trên tường và dạy cho con là ký ức niên này nọ đó. Thì cái cách học như thế nó sẽ làm cho các con ấy, nó thứ nhất là nó sẽ bị cảm giác là bị ép buộc. Và cái thứ hai là các con sẽ chán cái việc học sớm. Bởi vì cái giai đoạn từ 3-4 tuổi là cái giai đoạn các con cực kỳ tò mò về cái thế giới xung quanh của nó. Thế nên là các mẹ hãy làm như thế nào để cho các con được thỏa mãn cái sự tò mò, thỏa mãn cái khám phá thế giới xung quanh hay là thế giới bên ngoài của các con, thay vì là chúng ta bắt ép con học một chỗ hay là bắt ép con ngồi vào để viết hay để học ABC đó. Thế nên là các mẹ cũng phải chú ý được cái thời gian và cái độ tuổi để dạy cho các con. Tại nhiều mẹ thì cứ áp lực là các con đi đến nhà trường ấy, lên 6 tuổi, 7 tuổi phải đi học ở trên nhà trường mà chúng ta không dạy chữ cho con nhanh thì sao? Thì cái đấy cũng là một cái áp lực của bọn em ở bên Hàn, thực sự như vậy. Nhưng mà bọn em sẽ biết được cái độ tuổi, thời gian dạy cho con như thế nào. Và đặc biệt là chúng ta cần phải hiểu con mình đang trong cái giai đoạn như thế nào để mà thiết kế lên cái chương trình phù hợp dạy cho con. Chứ không phải là mình thấy con người ta, con người ta 3-4 tuổi đã biết đọc chữ rồi, con mình 3-4 tuổi không biết đọc chữ nên mình lôi nó ra mình dạy, hay mình ép nó vào một chỗ mình dạy cho nó học chữ, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta so sánh con mình với con người khác cũng là một cái điểm yếu mà các mẹ cần để ý, là chúng ta tránh cái việc là so sánh con mình với con người khác, mà chúng ta cần phải hiểu là con mình nó đang cần cái gì và độ tuổi lại cần cái gì nhá. Thì có một số bé khá là nhanh, có một số bé thì gọi là thiên tài đi hay là thần đồng gì đó, thì các bé học chữ cực kỳ nhanh và các mẹ cũng áp dụng cái phương pháp khá là đúng cho con. Cái phương pháp mà dạy cho trẻ từ giai đoạn mà muốn dạy chữ cho trẻ sớm, từ cái giai đoạn 3-4-5 tuổi ấy, thì có thể chúng ta dạy qua cái kiểu là qua câu văn cho các con thì ok hơn. Ví dụ như là bên em thì nó sẽ có cái công cụ, đó chính là cái thẻ như thế này, đúng không? Thẻ chấm từ như thế này, thì khi mà các mẹ chỉ cần dùng bút vào á, ôi giời ơi, các mẹ dùng bút và các mẹ chấm như thế này. Đây là cái cách mà học rất là tự nhiên nhá. Nếu mà các mẹ vừa muốn cố tình sẽ up cái chương trình học chữ cho con ấy mà vẫn kiểu tự nhiên, thì các mẹ có thể cho các con tự cầm bút và tự chấm như thế này. Ví dụ các mẹ ở trong cái giai đoạn từ 3-4 tuổi, đúng không? Cho các con tự cầm và các con tự nhìn như thế này. Các mẹ mà đã tìm hiểu về giáo dục sớm sẽ biết rằng là cái giai đoạn mà càng nhỏ ấy, thì các con ghi nhớ càng lâu và cái việc mà ghi nhớ hình ảnh của các con cực kỳ tốt, đúng không ạ? Thế nên là các mẹ cứ cho nhìn nhiều cái hình ảnh như thế này và mình chấm vào đây.
Chấm ở đây, photo. Khi mà các mẹ có nhìn chuẩn chiều không ạ? Hay là bị ngược chiều rồi? Đây đúng không? Các mẹ cho con học một cách rất là tự nhiên thôi. Không phải là ép con, hay là ép con ngồi vào bàn học, hay là ép con phải viết chữ như thế nào nữa, mà chúng ta cho học tự nhiên thông qua những cái thẻ như thế này. Và các con sẽ tự chấm như này thôi. Nhìn, vừa nhìn hình ảnh này, vừa nhìn hình ảnh của mặt chữ và vừa nhìn hình ảnh của cái này. Đó, đúng không ạ? Trong cái trường hợp mà các mẹ người Việt mà không biết nhiều tiếng Hàn á, hoặc là phát âm sai, hoặc là muốn dạy chữ cho con mà không biết bắt đầu như thế nào, thì có thể sử dụng cái bút này rất là tiện. Đó, chứ không phải là chúng ta bắt đầu từ chữ cái đâu nha. Em nhắc lại một lần nữa là tất cả những mẹ mà nghĩ rằng là dạy chữ cho trẻ bắt đầu từ chữ cái là hoàn toàn không phải nha, mà chúng ta sẽ dạy qua. Đúng rồi, ôn ngược chữ này hả? Chính xác, dạy qua hình ảnh hiệu quả lắm luôn ạ. Bởi vì các con được sao ạ? Các con được tiếp xúc trực tiếp, các con được nhìn trực tiếp luôn đúng không ạ? Vừa qua hình ảnh như thế này mà vừa qua chữ như thế này. Chị Von Noi, em đang sắp xếp thời gian để đi gửi về cho chị đấy. Thì em hiện tại thấy bên Việt Nam rất là nhiều mẹ cũng quan tâm về cái chương trình tiếng Hàn như thế này. Thông qua bút, thì chỉ cần thông qua bút như thế này thôi là các con đã có thể học chữ, và học chữ qua cái hình ảnh nó rất là nhanh và hiệu quả, và một cách rất là tự nhiên. Bất kỳ lúc nào ngồi đâu đi chăng nữa, ngồi ở nhà hay là đang chơi đi chăng nữa, là các con cũng có thể tự khám phá một mình và tự học một mình được rồi nhá. Nên là các mẹ sẽ không cần phải quá là ép buộc con trong cái giai đoạn từ 3-4-5 tuổi đâu. Đừng có áp tự đặt cái áp lực của mình là phải dạy chữ cho con, đúng không ạ? Mà cái giai đoạn này là chúng ta hãy làm sao cho các con được khám phá cái thế giới xung quanh, được tư duy, được tò mò, được chạy nhảy, được được tự lập á, chứ không phải là cái cách mà chúng ta ép buộc quá. Và thêm một cái nữa là bên cái chương trình Ung Chinh của em, ngoài cái thẻ ra để cho các con được học chữ một cái cách rất là tự nhiên, thì nó sẽ có cái công cụ đó là sách. Và không biết là các mẹ đã tìm hiểu về cái phương pháp dạy chữ cho con thông qua sách chưa? Bên Việt Nam thì hiện tại em thấy là rất là nhiều bé mà nhỏ nhỏ xíu như thế này đã biết đọc chữ rất là tốt rồi. Nhưng mà thật ra là các mẹ đó là không có dạy con thông qua kiểu là ABC đâu, mà các mẹ dạy con thông qua sách, bằng cách là mỗi khi đọc sách cho con là một lần các con học. Ngoài cái việc là các con học để hiểu biết, để biết rằng là kiến thức hay là phát triển ngôn ngữ hay ra thì cũng đó chính là cách để mà các mẹ dạy chữ cho con. Tức là sao? Khi mà các con chấm đọc từng từ, khi các mẹ đọc từng từ như thế này, các mẹ cứ chỉ như này. Đó. Đây là bé nhà em, thực ra là em không dạy chữ sớm nhưng bé lại đọc khá là sớm. Bởi vì là các bé được tiếp xúc với sách rất là sớm rồi, từ rất còn nhỏ ấy, là em đã cho các bé đọc sách sớm rồi. Thế nên là các bé nhìn mặt chữ quen, mặc dù là các bé không biết rằng là cái chữ này nó là gì, hay là ni ân cứu ở đâu, nhưng mà các bé đã có thể đọc được cả một cái cụm từ này rồi. Bởi vì em cho bé tiếp xúc với sách rất là sớm. Thì các mẹ có thể tìm hiểu được cái việc là chúng ta đọc, tại sao chúng ta cần phải đọc sách cho con, hay là chúng ta đọc sách cho con như thế nào hiệu quả, ở trên Google rất là nhiều. Nhưng mà ở đây hôm nay em chỉ nói về cái chủ đề là dạy chữ cho con như thế nào thông qua sách thôi. Thì đây cũng chính là một cái cách để chúng ta dạy chữ cho con nhá. Ngoài nếu mà các mẹ, đây là cái công cụ mà em muốn chia sẻ cho các mẹ Việt ở bên Hàn, thì các mẹ có thể thay vì là các mẹ đọc cho con, thì các mẹ có thể dùng cái bút như thế này, đúng không? Các mẹ sẽ chấm từng từ một, chấm từng câu một, và khi mà các con
Đọc đến đâu các con nhìn chữ đến đó, nhìn hình ảnh đến đó. Thứ nhất là các con sẽ hiểu được rằng cái nội dung như thế nào. Và cái thứ hai, cái hình ảnh của cái mặt chữ này nó sẽ đi ghi nhớ vào trong đầu của các con. Và các mẹ nhớ rằng là cái giai đoạn mà các con càng nhỏ thì các trí nhớ chúng nó cực kỳ lâu, cực kỳ lâu luôn ạ. Và thậm chí nó sẽ gấp rất là nhiều lần so với người lớn của chúng ta. Ví dụ nhá, một cái câu như thế này. Có bị ngược không mọi người ơi? Nếu mà ngược thì em sẽ phải quay lại như nào nhá. Ví dụ như thế này nhá. Ví dụ như thế này, đây là chính là một cái câu đúng không? Một cái câu đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chấm ở đây. Đấy, khi mà nó đọc vừa nhìn hình ảnh này, xong lại vừa nhìn chữ này. Uri는 단 짝. Đúng không? Vừa nhìn hình ảnh, vừa nhìn chữ như thế này thì không, thì các con lại sẽ ghi nhớ một cách rất là tự nhiên cái câu này này. Và đến khi mà một lúc nào đó khi chúng ta dạy cho con quá là nhiều, chúng ta đọc cho con quá là nhiều đi, thì cái hình ảnh này cũng sẽ đi nhớ vào trong đầu của các con và các con sẽ đọc chữ một cách rất là tự nhiên. Đó, đúng không ạ? Thế nên là các mẹ mà người Việt đa văn hóa của mình ở bên Hàn ạ, nếu mà muốn dạy chữ cho con một cách rất là tự nhiên như vậy thì hãy em khuyên là nên dùng cái bút như thế này nhá. Cái bút này ngoài cái việc mà chúng ta dạy chữ cho con ra thì nó sẽ có một cái phần âm thanh cực kỳ hay để kích thích cái gì gọi là cái thính giác của các bé. Và chúng ta cho các con nghe nhiều những cái âm thanh của các con vật, của các của thiên nhiên, hay là những cái âm thanh mà mình không thể nào làm được ấy, thì các mẹ nên sử dụng cái bút này để cho con nghe nha. Các mẹ có trong cái giai đoạn như thế này, chúng ta khi mà đọc sách cho con, chúng ta nên sử dụng nhịp điệu ấy, hay là sử dụng cái body language để cho cái việc đọc sách nó thêm phần hứng thú hơn, và thậm chí các con sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Mà cái việc mà các con tập trung đọc sách ngay từ khi còn nhỏ sẽ có lợi ích như thế nào ạ? Sẽ làm cho các con hứng thú và tò mò về cái việc đọc sách hơn, đúng không? Nhiều mẹ nói với em là ôi chị ơi, con em đọc sách nhá, thì bọn nó không chịu nghe, nhưng mà không hiểu sao ấy, nhờ khi mà nghe bút thì các con rất là hứng thú. Thì các mẹ có ai trả lời được cái câu hỏi này không, là tại sao khi mà, xin lỗi mọi người một tí nha, ok, xin lỗi mọi người một tí là em hơi bị ngắt đoạn. Mọi người có trả lời được cái câu hỏi tại sao là khi chúng ta đọc sách cho con nhưng mà con không hề hứng thú, nhưng mà khi mà sử dụng cái bút này, rất là nhiều mẹ trong đây là đang sử dụng cho con sử dụng cái bút này, đúng không ạ? Thì có ai có thể trả lời cho em được cái câu hỏi là tại sao khi mà nghe cái bút này các con lại tập trung như vậy không, và các con lại thích như vậy không? Trong đây là có rất là nhiều người đang sử dụng cái bút nó ở bên Unchin như thế này này. Hầu như là mọi người sử dụng rất là nhiều ở trong đây đang xem. Ví dụ như là chị Long này, hay là gì nhỉ, chị Hoa này, hay là chị Tâm nè, đó, hay là chị Phụng nè. Rất là nhiều người sử dụng cái bút này rồi, thì mọi người có cái ý kiến là ôi, hello Nhi, ôi cái bút này á, con chị thích lắm, con chị á, đọc tập trung lắm. Thậm chí là nhá, có những bé mà nó có thể sử trong một ngày thôi, nó có thể cầm đến cái bút 2-3 lần hoặc 2-3 tiếng luôn cũng có. Mọi người có thể giải thích được vấn đề này không ạ? Ai có thể trả lời cho em câu hỏi này, và em sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ cho mọi người. Cái phần quà này sẽ rất là bí mật nha. Ai mà trả lời đúng thì em sẽ có quà nè. Kể cả bên Việt Nam nha. Bên Việt Nam nếu mà ai trả lời được câu hỏi này thì em sẽ tặng quà cho mọi người nhá.
Chị Vân ơi, mặc dù là chị chưa sử dụng cái bút này nhưng mà thông qua những cái hình ảnh mà em đăng lên này, hay là thông qua những cái lần mà em với chị chia sẻ, thì chị nghĩ rằng nghĩ sao khi mà các con hứng thú hơn và tập trung hơn khi mà chúng ta cho con dùng bút? Em sẽ cho mọi người tầm 1 phút thôi hay 30 giây thôi để đưa ra câu trả lời nhá. Ngoài cái phần chúng ta giúp con đọc học chữ sớm này, thì chúng ta còn có những cái tác dụng gì khi mà cho con đọc bút nhờ mọi người nhở? Chị Hoa đâu? Cánh tay của mọi người đâu hết rồi? Nhìn cái view này đẹp hơn ta, đúng không? Hay là mọi người comment em không nhìn thấy? Sử dụng bút con thích lắm luôn, nhưng mà tại sao con lại thích ở chị? Nhưng mà tại sao con lại thích, cái lý do tại sao con lại thích đây? Hello chị Lý, hello Mi Võ. À, chị Lý đây rồi, một thành viên cực kỳ tích cực và một bà mẹ rất là thích về giáo dục sớm. Nên là chị thường thường tham gia những cái khóa học ở bên Ung Chin rất là nhiều, từ những khóa học của dành cho các mẹ Việt cho đến các mẹ Hàn Việt đều có. Chị Lý ơi, em vừa hỏi mọi người là tại sao khi mà nhiều mẹ nói với em là ôi chị ơi, con em á, em đọc sách nó chạy á, biệt tâm biệt tích luôn. Rồi ôi, hoặc là khi mà em đọc sách cho nó là nó đi quay đi đâu mất ấy, nó không tập trung em nghe. Nhưng mà không hiểu sao khi mà đưa cái bút này á, thì các con cực kỳ tập trung và cực kỳ hứng thú. Vậy thì cái lý do ở đây là gì? Cái lý do ở đây là gì ạ? Nào em chỉ có, nó có nhịp điệu nhấn nhá hơn mẹ. Ok. Còn có, còn cái gì nữa không? Nó có nghe có nhịp điệu. Thật ra chị Hoa cũng là một trong những bà mẹ sử dụng cái bút này rất là lâu năm cho con rồi, nên các mẹ nó có những cái cảm nhận khá là đúng khi mà cho con sử dụng cái bút này. Đúng, chính xác ạ, nó sẽ có nhịp điệu giống như em vừa mình cho mọi người nghe đó. Nghe nhở? Trời ơi, mọi người nghe câu này mọi người có đi vào lòng không ạ? Rất là hay đúng không? Thậm chí em thấy là một bà mẹ khá là cứng nhắc, nhưng mà khi nghe cái nhịp điệu, cái nhấn nhá của cái sách họ đọc á, mình đã cảm thụ được rồi, và mình cảm giác rất là thích. Và nếu mà một cái gì mà mình thích thì mình sẽ rất là tập trung để mình theo nó, đúng không? Chính vì thế nếu mà mẹ nào nói với em là ôi chị ơi, con em không thích đọc sách đâu, hay là con em không thích mẹ, không thích đọc sách, thì các mẹ cần tìm hiểu cái nguyên nhân là tại sao các con không đọc sách, hoặc tại sao các con không thích. Có phải vấn đề là do mẹ đọc hay không, hay là vấn đề là chúng ta đang lựa chọn sách sai, đúng không ạ? Nhấn vào chữ đọc, chữ nhấn vào hình là âm thanh rất là sôi động luôn. Chính xác 100% ạ. Cái âm thanh cực kỳ sống động. Không phải là sôi động nữa mà sống động, rất là sinh động nha mọi người. Thế nên là cái việc mà chúng ta vừa cho con nhìn hình ảnh như thế này đã giúp cho con đọc được chữ nhanh hơn rồi. Và cái việc thứ hai là chúng ta cho con nghe những cái âm thanh mà chúng ta không thể nào mà cho con nghe được, đúng không? Bởi vì là ở bên Hàn nhẽ ra là chúng ta sẽ được cho con đi đến nơi này nơi kia để con cảm nhận trực tiếp đi. Nhưng ở đây các con không được nghe trực tiếp, không được nhìn trực tiếp, nên chúng ta sẽ cho gián tiếp qua thông qua sách, đúng không? Và cái bút này nó sẽ hỗ trợ cho các mẹ là cho con nghe những cái âm thanh mà con chưa được nghe bao giờ luôn. Thậm chí nhá, em nói thật với mọi người, thậm chí em còn chưa nghe luôn á. Không phải đánh giá thấp bản thân của mình đâu, mà chính xác cái điều đó là như vậy nhá. Có những cái mà khi mà đọc sách với con xong em mới ngỡ ra rằng là ồ, cái này ngày xưa mình chưa được học, ồ, cái này ngày xưa mình đâu có được nghe thấy đâu, đúng không? Nên là khi mà đọc sách cho con thì chính bản thân của mẹ được học
và được cảm thụ được rất là nhiều. Và cái tiếp theo, cái lợi ích của cái bút này mà khi mà dành cho mẹ thì nói dài rất là nhiều, nên là em sẽ dừng lại cái việc mà lợi ích cho mẹ. Hôm sau em sẽ làm một buổi live stream để cho các mẹ hiểu được rằng là cái bút này nó có lợi ích cho mẹ như thế nào, thì đấy em sẽ để dành sau, được không ạ? Nên là các mẹ chỉ cần hiểu thông qua là thông qua cái thông qua sách và bút như thế này là các con vừa được học mặt chữ mà vừa được cảm thụ được cái sách này nó có âm thanh hình ảnh như thế nào, đúng không ạ? Đó. Và đặc biệt là những cái phát âm khó đến bây giờ em chưa học được, em học trong đây ra mọi người. Tại vì á, em không được tương tác nhiều và không được nói chuyện nhiều với người Hàn, nên là em sẽ dùng cái bút này để học tiếng Hàn. Còn thêm một cái nữa mà em vừa nói, nữa là chúng ta nên bắt đầu, bây giờ chúng ta sẽ nói được là chúng ta không nên dạy chữ cái cho con sớm, đúng không? Thì chúng ta vừa phải dạy cho con thông qua những cái cụm từ, thông qua sách như thế để các con tiếp thu một cách rất là tự nhiên, đúng không ạ? Mà các mẹ chỉ cần hiểu là nếu mà chúng ta ép con học quá thì nó sẽ phản tác dụng và sẽ làm các con giảm cái sự tò mò, giảm cái sự tập trung, và đặc biệt là chúng nó cảm giác chán cái việc học và không coi cái việc học là cái sự hứng thú đi nữa. Bộ tăng chim vô môn chim bọn nhỏ nhà chị nó ấn hình và hình một con vật phát ra âm thanh, bọn nó nghe cười tít cả mắt. Ôi dồi ôi, chị ơi, không phải bọn nhỏ học đâu mà ngay đến bản thân của mẹ cũng được học luôn. Bởi vì chính xác mẹ là đôi khi cũng không được tiếp xúc với những cái con vật đấy luôn mà, đúng không? Nói thẳng thừng ra như vậy luôn đi cho nhanh. Chính bản thân của em là ngày xưa còn đông. Ngày xưa em đâu còn được tiếp xúc với những cái con vật đấy đâu. Ê, thậm chí là cái con mà ổn trên nhi em còn không nhìn thấy luôn á. Hay là có khi em nhìn thấy luôn nhưng em không có để ý. Nên là lớn, khi mà mình đọc sách, mình học cùng với con thì mình mới ngỡ ra là ui, các con bây giờ thật là rất là may mắn luôn. Bởi vì nó có một cái công cụ cực kỳ tuyệt vời để cho con thỏa mãn cái sự khám phá của mình, thỏa mãn cái sự tò mò của mình trong cái giai đoạn nhỏ như thế này, đúng không? Và ngoài cái việc mà sách là bút ra em giới thiệu để cho các mẹ biết cách dạy chữ cho con như thế nào rồi, thì ở đây sẽ là một công cụ hoàn toàn là mới cho các mẹ. Đó chính là cái cách mà dạy chữ cho con từ 4 đến 5 đến 6 và đến 7 tuổi trước khi đi tiểu học nhá. Thì cái công cụ này em nói trước với mọi người, nó là không phải là dạy chữ cho con ABCD ngay từ đầu tiên đâu. Nhiều mẹ nghĩ là cái công cụ này dạy chữ cho con từ ABC đầu tiên, nhưng không phải. Và rất là nhiều mẹ nói là chị ơi, sao cái này khi mà có bài tập giao cho con mình tại sao nó không phải là ABCD, hoặc là không phải ký ức li ân, nhưng mà không phải như vậy. Cái chương trình nó họ đã set up làm sao phù hợp với lứa tuổi cho các con và bắt đầu dạy như thế nào rồi, nên là mọi người cứ từ từ, nó sẽ theo từng giai đoạn một nó sẽ ra cái bài tập cho mọi người. Đây là em nói lại cho những cái người mà đã đăng ký chương trình và đã học qua chương trình như thế nào rồi nhá. Ví dụ bây giờ em sẽ cho mọi người tiếp xúc với những cái bài học đầu tiên của những cái đứa trẻ mới học chữ nhá. Chúng ta sẽ ấn vào hăng lên cái chi ti. Cái phần này thật ra là nó sẽ liên quan đến vừa học vừa chơi, học theo cái kiểu tư duy đấy mọi người. Thay vì ở nhà chúng ta không biết là chúng ta cần phải dạy cho con như nào, hay là không biết chơi như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ cho con được tư duy và được chơi, được vận động não mỗi ngày thông qua những cái bài tập như thế này. Thật ra những cái bài tập như thế này á, để chúng ta tìm ở một cái chương trình mà chúng ta tự tìm ở trên mạng hay là tự tìm ở trên Google ấy, nó rất là khó. Bởi vì là cái phần bài tập này nó sẽ có một set up,
rất là chặt chẽ, liên kết rất là chặt chẽ của một cái nhà, của một cái công ty rất là lớn có mặt gần 40 năm ở bên Hàn rồi. Thế nên là mọi người Hàn hoàn toàn yên tâm là theo cái chương trình này từ nhỏ cho đến lớn thì các con thứ nhất là vừa biết đọc chữ rất là sớm, và cái thứ hai, cái việc đọc chữ rất là sớm thì mọi người sẽ làm cho các con như thế nào nhỉ? Khi mà các con đi ra ngoài á, chữ nó cũng tò mò, hình ảnh nó cũng tò mò thì nó sẽ hỏi được nhiều hơn đúng không? Và nếu mà một đứa trẻ nó hỏi mẹ ơi chữ này là gì, mẹ ơi hình ảnh này là gì thật nhiều thì chứng tỏ rằng là cái đứa trẻ rất là thông minh nha. Và cái mục tiêu của chúng ta nuôi con là gì? Chúng ta muốn con thông minh đúng không? Thì chúng ta phải biết cách như thế nào để chúng ta kích thích cái sự thông minh đấy của con. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu quay lại cái chương trình dạy chữ cho con thì sẽ như thế này nhá mọi người. Nó sẽ có những cái bài, mỗi hàng tháng nó sẽ giới thiệu cái bài tập cho mình. Và em bây giờ sẽ đi luôn vào trong cái phần này để chứng minh cho mọi người rằng một cái là nó sẽ không dạy chữ theo cái kiểu là ký ức liên mà sẽ dạy chữ thông qua cụm từ như thế này nhá mọi người. Đây không phải là nói theo kiểu là cái kinh nghiệm của em nữa, mà em cũng phải học qua những cái bài giảng ở trong chin dù và em chia sẻ lại cho mọi người. Chính xác là 45 năm ạ. Đây đúng không? Theo mọi người. Đây ạ, cái bài giảng đầu tiên cho các con, à bài học đầu tiên cho các con khi mà học chữ, nó sẽ không phải bắt đầu từ ký ức liên nữa. Đúng không? Nên nhiều mẹ hỏi em là tại sao lại không có là như vậy thì em đã giải thích rồi. Thì chúng ta khi mà cho con nhìn cái hình ảnh này đúng không? Đây. Khi mà sau qua những cái bài mà các con vừa chơi, vừa tư duy rồi ấy, thì nó sẽ ra những cái cụm từ như thế này để các con ôn lại cái phần chữ của mình. Nha. Ngoài cái phần này ra thì em sẽ gửi cho mọi người xem thêm cái phần là cái trò chơi mà thông qua kê in như thế nào nhá, để các con học chữ như thế nào nhá. Ôi ở ngoài kia thì rất là nóng, vào đây tức là lúc đầu em đừng nóng hóa ra lạnh dã, hóa ra nóng dã man. Chắc mọi người giờ này là đang ăn cơm rồi đấy. Mọi người lâu lâu em mới lên live stream xong em cứ bị run run kiểu gì đấy. Đây, ok, bây giờ sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Mọi người nhìn như thế có bị ngược không ạ? Ôi, ngày xưa là cái thời mấy năm trước rồi, chắc chắn là không có rồi. Đây nha mọi người nhá. Chị Dung ơi, chị nhìn như thế này nó có bị ngược không? Mọi người ơi, mọi người nhìn như thế này có bị ngược không ạ? Đúng không? Mọi người nhìn nhá, đây là trò chơi kiểu dạng tư duy đi ạ. Ở bên trên nó vừa có hình ảnh của banana, ở dưới nó có chữ luôn nè. Thì các con vừa nhìn học qua hình ảnh và vừa học qua chữ nha mọi người nhá. Đây. Đấy, cách mà các con tư duy đó. Nếu mà ở nhà các mẹ nói là ôi chị ơi em không biết chơi với con như thế nào, ôi chị ơi em không biết dạy con như thế nào, à ba la các kiểu, thì đây chính là cái chương trình vừa học vừa chơi dành cho các bé nè. Có bị ngược nhưng mà bây giờ em phải làm như thế nào để không bị ngược? Như thế này hả? Như thế nào không bị ngược luôn? Như thế này mọi người ngược nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được đúng không? Banana nè. Bạn thêm một cái là nếu mà dành cho những bé nào chậm nói, nếu mà bé nào chậm nói thì chúng ta cũng có thể liên kết hợp với chương trình này để các con nó được nghe theo câu hỏi. Nó được nghe theo câu hỏi và nó khi mà nó hiểu câu hỏi rồi thì nó có thể trả lời được các câu hỏi như thế này và nó có thể tự tìm được nhá mọi người nhá. Đúng không ạ? Em nói lại, vừa có hình ảnh này, vừa có hình ảnh, lại vừa có chữ như thế này.
thì các con cái hình mưa, cái hình ảnh một cái chữ như thế này nó sẽ được làm vào trong đầu của các con. Khi mà các con cứ lặp lại, lặp đi lặp lại cái trò chơi như thế này. Mà trò chơi như thế này mọi người là không có phải như trò chơi bình thường hay là những trò chơi mà chúng ta có thể tự set up ở nhà đúng không ạ? Thế nên là cái nếu mà mọi người mà không vừa không có thời gian mà vừa không biết dạy con như thế nào thì nên áp dụng cái chương trình này nhá, cho các bé từ 3 tuổi trở lên nha. Hello Phong Cao. Phong Cao chắc là con cũng cũng gần 3-4 tuổi rồi đúng không? Đây là chỉ là một trong những cái phần rất là nhỏ cho các bé để học chữ thôi. Ngoài cái level, đây là cái level đầu tiên để cho các con học ra, thì đến cái level mà các mẹ hay nói với em là chị ơi sao chưa có ra cái phần ký ức neon. Thì bây giờ em sẽ cho các mẹ xem đúng cái phần này luôn. Các mẹ thấy không, ở đây rất là nhiều này, rất là nhiều phần bài tập đúng không? Chúng ta phải cần kéo xuống dưới thật sâu. Thì chúng ta mới có thể tìm được cái phần học ký ức neon cho con. Và cái phần ký ức neon đấy là chúng ta cần phải qua cái giai đoạn học cụm từ, học câu văn trước rồi. Thì chúng ta đến cái phần đấy mới có ạ. Đây. Sang cái phần này ạ. Nên là dạy cho con chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ và cần tìm hiểu trước để chúng ta biết cách dạy như thế nào phù hợp với độ tuổi và đặc biệt là cái năng lực của các con nhé. Chứ không phải chúng ta cứ nhìn thấy con người khác mà dạy là đọc chữ sớm hay là học giỏi hay là thế này thì kia để chúng ta so sánh với con mình đúng không ạ? Chúng ta hiểu con mình, chúng ta tôn trọng và lắng nghe xem cái con mình đang cần nhất là cái gì. Mọi người thấy không ạ? Vừa em nói là sau cái giai đoạn đầu tiên chính là cái giai đoạn các con cần học cụm từ ra đúng không ạ? Thông qua các trò chơi thì đến bây giờ sau một cái nó phải sau bao nhiêu bài học á thì nó mới đến cái bài học mà chữ cái như thế này nha mọi người nhá. Đó. Khi mà các con đã học về cái mặt chữ quen mặt chữ thông qua cụm từ rồi, đến khi mà các con học vào chữ cái cực kỳ nhanh nha mọi người nhá. Đây chú chân cha. A à, chú chân cha. Ở đâu rồi nhỉ? Đấy, đúng không ạ? Rồi, ok. Sau cái giai đoạn mà các con bắt đầu là sẽ học từ cụm từ cho đến chữ cái thì chúng ta sẽ sai sang giai đoạn của các bé từ 5 tuổi đến 6 tuổi trở lên để chúng ta chuẩn bị cho cái chương trình lên lớp 1. Thì em lại tiện, em sẽ giới thiệu luôn cái chương trình mà con nhà em đang học, đó chính là cái chương trình AI như thế này. AI đó là một cái chương trình mà em phải nói là cực kỳ thông minh nha mọi người á. Tại sao nó thông minh? Đó chính là nó sẽ đi theo năng lực của các con. Ví dụ những bé nào mà 5 tuổi, 6 tuổi nhưng mà các tiếng Hàn của con đã chậm cho đến cái mặt chữ của các con chưa biết nhiều hay là chữ của các con nó mới bắt đầu làm quen á, thì chúng ta sẽ bắt đầu cho con cái chương trình này để cho các con làm quen với cả cái việc học nhá. Chứ không phải là cứ 7 tuổi là phải học cái chương trình của 7 tuổi hay là 6 tuổi phải học chương trình của 6 tuổi đâu. Mà nó sẽ theo cái năng lực của các con. Nên là trước khi mà học cái bài này á, thì chúng ta sẽ cho con kiểm tra qua cái năng lực của con mình xem là con mình nó đang ở trong giai đoạn như thế nào. Và hệ thống chương trình họ sẽ set up cái bài tập làm sao phù hợp với cái năng lực của các con. Nên là các mẹ sẽ không cần quá lo lắng về cái việc là set up như thế nào cho cái việc học của con mà phải đúng cái giai đoạn, đúng cái độ tuổi của con đâu ạ. Em vẫn nói là cái năng lực của con là cái quan trọng nhất. Thì ở đây nó sẽ, em giới thiệu qua nhá. Thì ở đây nó sẽ có cái phần ôn luyện hát sức, đó chính là phần bài tập hàng ngày. Là cái phần này nhá, nó cực kỳ hay ở cái lỗi, đến nỗi là hàng ngày nó đều giao bài tập cho con. Các chị, nếu mà trong cái phần kia thì nó sẽ giao bài tập cho hàng tháng và hàng tuần. Nhưng ở đây nó sẽ có bài tập theo hàng tháng, bởi vì những bé mà từ 6-7 tuổi trở lên thì chúng ta đã cần phải tạo cho nó những cái thói
thói quen học tập rồi đúng không, là bằng cách là vào là bài tập mỗi ngày để đến khi mà các con đi vào lớp 1 đó nó sẽ không bị ngộp. Chứ bây giờ mình đang thả nó ở trong cái môi trường là chơi bời, chơi thoải mái, chơi tiệt ga, rồi không có một cái nguyên tắc gì cả, đến khi mà các con vào lớp 1 nó sẽ rất là bị ngộp đúng không. Thế nên là chúng ta sẽ có cái phần bài tập hàng ngày như thế này để các con làm quen đúng không ạ. Thì cái phần bài tập này nó sẽ chia thành 4 phần, mỗi ngày nó sẽ có 4 phần, có hôm thì chúng ta học toán, có hôm thì chúng ta học tiếng Anh, hay là có hôm chúng ta học sung hắc. Thì bây giờ em sẽ ấn vào cái cúc co trước, bởi vì hôm nay em chỉ muốn nói về cái phần học tiếng cho con, học chữ cho con trước thôi. Dĩ nhiên nó sẽ rất là nhiều bộ môn khác nữa rồi, nhưng mà em sẽ để phần những cái bộ môn khác ở những cái phần tiếp theo nhé mọi người nhé. Đây. Và sau khi mà các con làm bài tập xong á, thì nó sẽ có một cái nữa là nó báo cho mình là con đã làm đúng cái phần nào, hoặc là con đã làm đúng hoặc làm sai bao nhiêu câu. Cái này là máy này dùng thử ở trên công ty lên nào. Em mượn tạm thôi mọi người nhá. Rồi mấy ba kia không ăn cơm đi hả? Không ăn cơm mà vẫn ngồi em live stream trời. Còn ai ở đấy nữa không? Bây giờ em cho xem mọi người như thế này hơi ngược, bởi vì em cũng không biết là quay như thế nào để cho nó ngược. Nên là mọi người xem tạm nhá. Đây là cái phần đầu tiên sẽ là cái phần đọc sai. Tức là bài tập hàng ngày, nhưng mà kiểu gì thì họ cũng đưa ra cái phần đọc sách cho con mình nhá mọi người nhá. Hello chị Hát. Em đang live stream vừa chia sẻ về bút đây. Chị Đô Sang Nguyễn là một trong những bà mẹ ở bên Việt Nam. Nhưng mà mọi người có biết rằng là chị đấy đã phải mua khoảng tầm 5 bộ sách mà từ bên Hàn gửi về bên Việt Nam. Thế nên mọi người đã hiểu một bà mẹ cực kỳ là thích về giáo dục trẻ và biết được cái tầm quan trọng của cái việc đọc sách cho con như thế nào đúng không? Một hồi bây giờ là con chị cũng khá là thông minh, rất là nhanh luôn á, so với độ tuổi cực kỳ nhanh thông minh á. Mọi người thấy có điều gì khác biệt so với cái việc là xem YouTube không ạ? Nó rất là chậm, rất là rõ ràng, và thậm chí là nó cũng giúp các con cần phải tư duy. Khi mà nghe chậm như thế này các con mới tư duy được đúng không? Thì nếu mà chúng ta nói quá là nhanh đúng không ạ, hay là chúng ta cho xem những chương trình giải trí thì đâu các con đâu tư duy về đâu, suy nghĩ được đâu. Hello chị yêu. Khi mà các con xem xong phần này nó sẽ sang tiếp theo luôn, nhảy sang phần tiếp theo luôn nha mọi người nhá. Sẽ sang phần câu hỏi nè. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, trong cái giai đoạn, mỗi một giai đoạn chúng ta cần phải tìm hiểu được cái cách dạy chữ khác nhau đúng không ạ? Phải từng bậc một, chứ không phải là nhảy bậc một phát mình cho nó lên mây luôn. Mình cho nó lên mây luôn là nó sẽ đi luôn, đi xa luôn đó mọi người. Nên là mỗi giai đoạn là mọi người phải tìm hiểu được cái phương pháp dạy đúng nhá. Đây là dành cho những cái bé mà đã biết chữ rồi nha mọi người nha. Biết chữ một chút rồi, hay là các bé đã học toán qua rồi nè. Đặc biệt là những cái bé mà hầu như em thấy là tầm chính xác tầm 6 cho đến 7 tuổi. Đấy, là gọi là tiền giai đoạn tiền tiểu học đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu cho con những chương trình này. Còn những cái giai đoạn bé hơn mà của các bé 3-4 tuổi ấy, thì chúng ta sẽ cho con tiếp xúc thông qua những cái bài mà em vừa lúc đầu cho mọi người xem á, là thông qua cụm từ như thế này để dạy chữ cho con nha. Đó, nên là mẹ nào hôm nay mà muốn nó
dạy chữ cho con, ví dụ như là giai đoạn 5, 6 tuổi mà các con nó chưa bắt đầu với cả chữ ấy, thì các mẹ có thể inbox cho em, hoặc là giai đoạn dưới một chút mà các mẹ muốn cho dạy chữ sớm cho con, nhưng mà bằng một cách tự nhiên nhất, bằng một cách mà các con không phải là ép học chữ hay ngồi vào bàn viết hay là ngồi vào bàn học ABC, thì các mẹ có thể inbox cho em để em chia sẻ thêm về cái chương trình học và cái bút này như thế nào nha mọi người nhá. Hình như là mọi người vẫn muốn xem nên là em sẽ, đây là cái bài tập của cái bé mà 6 tuổi à 7 tuổi rồi mọi người nhá. Cái phần này bài tập của 7 tuổi là các bé đã phải biết qua mặt chữ rồi và hiểu câu từ rồi, các con mới có thể làm được nè. Nhưng để mà qua một cái giai đoạn như thế này thì chúng ta cần phải trau dồi cho con rất là nhiều ở phía trước đó, đúng không? Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta cho con tiếp xúc với sách, khi mà các con hiểu được về sách, hiểu được ngôn từ, hiểu được từ vựng như thế, các con mới có thể làm được bài tập như thế này. Nên là trước khi dạy chữ thì chúng ta cũng phải cho con hiểu trước, hiểu được cái quyển sách đó, hiểu được cái từ đó, hiểu được cái từ, cái câu đó, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chắc là em hôm nay chỉ nói tạm thời về chữ như vậy thôi. Live stream cũng được 30 mấy phút rồi, tránh đi cái việc chúng ta nói quá là nhiều dài dòng mà mọi người sẽ không định xem lại á. Thì em chỉ tóm tắt như vậy, thông qua như vậy thôi, để mọi người biết rằng là khi nào chúng ta dạy chữ cho trẻ và bắt đầu dạy như thế nào cho đúng cách nha. Và sẽ chúc tất cả những bà mẹ đang nuôi con ở trong giai đoạn từ 0 cho đến 13, thứ nhất là từ 0 đến 6 và 0 đến 13, chúng ta sẽ biết cái cách dạy cho con như thế nào trong giai đoạn từ 0 đến 6 để không bỏ lỡ được cái cơ hội dạy con. Và cái thứ hai là những bà mẹ mà có con từ 7 cho đến 13 tuổi thì chúng ta vẫn tiếp tục cái hành trình dạy con như vậy. Và đặc biệt là bên em thì vẫn có cái chương trình từ 7 đến 13 tuổi nha mọi người nhá. Giai đoạn lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến chỗ tương hắc kêu thì dạy cái gì ấy, thì là mọi người có thể inbox lại cho em. Còn cái live stream của em, tại vì lâu lắm nên live stream thấy run run lắm mọi người, nên là em sẽ đi xuống trước, và có gì sẽ inbox và nhắn tin và nói chuyện với mọi người sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem live stream và chúc mọi người sẽ một buổi trưa thật là vui vẻ bên gia đình. Thật ra bây giờ không phải là gia đình, dành cho những ba mẹ ở nhà thôi, đúng không? Giờ này mọi người đi làm rồi là đi kiếm tiền hết rồi, đúng không ạ? Ok, bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ nhá. Cảm ơn mọi người đã xem live stream. Và lần sau ủng hộ em xin nhiều hơn nữa nhé. Bye bye. Khát nước lắm rồi.